Phút sáng giờ Việt Nam, và dân nhàn đang có mặt tại Viện Chiên Tu chi nhánh Tỉnh Thất Quán Âm Hiệp Thành Đức Trọng Lâm Đồng và A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay tiếp tục dân nhàn khai triển những lời khai thị của Tổ sư Ân Quang về những cái quy củ phơm thảo trong chốn thường trụ. Ngài dạy rằng trong cái thời thế bất ổn á, thì nên nhất tâm tu đạo, không nên tính toán vận động xây dựng nhiều. Nếu mà có xây dựng thì xây dựng nho nhỏ vừa ở đủ là được. Nếu mà xây dựng rộng lớn quá, thứ nhất thì tài lực không đủ, thứ hai nữa thì dễ chuốc thọ, thứ hai nữa là dễ chuốc họa vào thân. Vì trong cái thời thế bất ổn thì kinh tế cũng sẽ bất ổn, cho nên thành ra cái việc mà đàn na tính thí cúng dường nó sẽ giảm rất là nhiều. Cho nên nếu mà mình xây dựng lớn thì không đủ tài lực, thì lúc đó nó sẽ sanh ra phiền não, rồi lo lắng, rồi bất an, rồi tu đạo không được, rồi có nhiều cái chuyện nó sẽ xảy ra rất là nghiêm trọng. Cho nên cái việc mà thời thế bất ổn thì Ngài nói nên nhất tâm tu đạo. Thì trong cái việc mà tu đạo đó thì mình phải biết rằng cái việc tu đó phải có đạo dưỡng sinh và bảo dưỡng thân thể. Bởi vì khi một cái thân thể mà nó khỏe đó, thì tinh thần sảng khoái. Thì nói chung là cái thân thể mà đạo dưỡng sinh mà để khỏe đó, thì nó có ba cái yếu tố chính để cho thân thể người này khỏe. Nếu mà người này mà không giữ được ba cái yếu tố này đó, thì gần như là thân thể phải bệnh và chết yểu, không có làm được gì cả. Thì muốn cho cái thân thể mà khỏe mạnh thì người này phải bảo dưỡng được cái tinh lực, thứ hai là cái khí lực, và thứ ba nữa là tinh thần, tinh khí thần. Nếu mà tinh thần bị bắn loạn, tản mát, bất an, lo lắng, bồn chồn, khó chịu trong người, thì kéo đến là cái khí lực người này sẽ bị hao tổn, là cái hơi thở của họ nó theo cái tâm bất an, nó không có định tâm trên hơi thở, và hơi thở với tâm nó gắn liền với nhau rất là khăng khít. Nếu ai quay lại tự tâm và nhớ hơi thở thì người này được cái sức định rất là sâu. Cho nên Phật nói người nhiều tâm tán loạn thì nên tu sổ tức, tức là hít vô, biết mình hít vô, phình bụng ra, biết mình phình bụng ra, thở ra, biết mình thở ra, phình xẹp bụng lại, đếm một. Nghe nói nếu mà chỉ làm việc này thì người này có định tâm và tâm không bị tán loạn và khí lực đầy đủ. Tuy nhiên người đó không có biết giữ cái tinh lực, không tiết chế cái chuyện ăn nằm giữa vợ chồng, và mình phung phí cái quý nhất trong cơ thể của người mà mấy người tu tiên người ta nói đó là tam bảo trong thân, là ba cái quý báu nhất trong thân mình, đó là tinh khí thần. Thì những người tu tiên họ có thể luyện tinh khí thần và họ có thể đạt được cái tuổi thọ rất là cao.
Nhưng mà tổ sư ông Quan nói mà luyện tinh khí thần để cho thân thể này khỏe mạnh, kéo dài thọ mạng, mặt mày hồng hào, nhìn cái sắc diện đẹp gì đi nữa, nhưng mà không có tu để mà đoạn trừ phiền não, không có phục được kiến hoặc tư hoặc, vẫn bị vô minh chi phối và nghiệp chướng nó vẫn dắt mình đi sanh tử luân hồi, thì lo cả cuộc đời này là cái giả, là cái thân, nó là chiếc bè tạm mượn qua sông thôi, mà mình thấy chiếc bè này là chính thì coi như là cái chuyện chính để mà lo cho cái tâm, để cho nó thanh tịnh, để nó về cảnh giới an vui thanh tịnh, nó không lo. Mà chỉ trầm hâm lo một việc, đó là bồi dưỡng cái thân, lo cho cái thân bằng cách là rèn luyện kinh tinh khí thần. Thì người này biết lo cái giả mà không biết lo cái thiệt. Tuy nhiên muốn lo cho cái thiệt, tức là làm cho cái chân tánh, cái bầu trời tánh đức của mình hiển lộ, thì cũng cần phải nương nơi cái thân này và biết mình lo trong một chừng mực nào để dành cái thời gian để mà mình tu tập, để lo cho cái tâm nữa. Thì nếu mà cái thân này mà khỏe được, họ biết luyện tu đạo luyện thân cho nó khỏe, mục đích để làm sao để cho cái tâm của mình nó phục được phiền não, để cho nó thanh tịnh, nó về cảnh giới thanh tịnh, chứ đâu phải cảnh này là cảnh giới mình ở trường cũ vĩnh kỳ viễn ở đây đâu. Cho nên thành ra là hai cái này nó phải bổ sung cho nhau, thân phải khỏe thì tâm mới an được. Mà nếu mà chỉ lo cho cái thân mà khỏe mà không lo cho cái tâm á, thì người này chỉ biết lo cái gần, không biết lo cho cái xa, biết lo trong hiện tại mà không biết lo cho cái việc lúc mình thọ mạng hết, sống bên kia cái thế giới mình phải sống như thế nào. Cho nên thành ra cái việc mà để lo cho cái thân này đó, tức là lo cho cái tinh khí thần của con người mình được sung mãn đầy đủ, thì lúc đó mình mới có thể tu tâm luyện tánh được. Thì hôm qua Giác Nhàn có xem một cái đoạn video clip của một cái ông cụ. Ông cụ này sống 120 tuổi. Ông là theo đạo Hindu, đạo Hindu ở bên Ấn Độ đó. Và ông cụ này thuộc người Ấn Độ và ông theo đạo Hindu, và ông là tuổi thọ cao nhất. Người ta nói hiện tại bây giờ là ông sống tuổi thọ cao nhất thế giới. Và có người sống 116 tuổi, Ngài Hải Hiền sống 112 tuổi, nhưng riêng ông này sống 120 tuổi. Thì người ta lấy một số những cái kết tinh của cái cuộc đời ông này, ông sống vì sao được cái số lượng tuổi là 120 tuổi. Thì hai người ngồi trên một cái đoạn video, người ta thuyết minh, người ta có nói về cái quy trình sống của ông cụ này. Chỉ có ba cái điều mà ông đạt được cái tuổi thọ, và nhìn sắc diện ông rất là đẹp. Ba điều đó là gì? Cố gắng ghi nhớ. Hôm nay Giác Nhàn nói về cái việc nhất tâm tu đạo, thì có nói đến cái việc mà cái đạo dưỡng thân và cái đạo dưỡng tâm. Cái đạo dưỡng tâm tức là trong đạo Phật mình nói đến cái pháp lực bất khả tư nghì, thần chú đại bi, niệm danh hiệu Quan Âm và niệm Phật Di Đà. Đó là cái đạo Phật mình xiển dương cái pháp để dưỡng tâm, nhưng mà mình thì bỏ lơ qua cái đạo dưỡng thân, thì tâm thanh tịnh không thể nào mà ở trong một cái thân bệnh hoạn. Một cái thân mạnh khỏe nó mới chứa đựng được một cái tâm thanh tịnh an vui hoan hỷ. Thì ông này ông không phải tu theo đạo Phật, ông tu theo đạo Hindu, nhưng tuổi thọ ông kéo dài và cả một cuộc đời của ông là hầu như là không có bệnh hoạn. Mà bệnh hoạn thì ông nói để cái cơ thể tự nó điều chỉnh, không uống thuốc. Ông có ba cái điều gì? Thứ nhất là ông độc thân từ lúc còn nhỏ cho đến lúc 120 tuổi, không có vợ, không có người phụ nữ bên cạnh. Điều này làm cho ông sống thọ. Tổ sư Ấn Quang nói, con người sống thọ hay chết yểu đều từ nơi cái việc có cử được cái chuyện ăn nằm hay không. Nếu người này cử được cái chuyện ăn nằm, tức là không hao tổn về tinh lực, thì thọ mạng người này sẽ kéo dài. Còn người này mà làm cho tổn đi cái tinh lực của mình, thì người này phải sanh ra bệnh hoạn, phải chết sớm. Thì ông này ông đạt được cái tiêu chuẩn đó là ông không lập gia đình và ông sống độc thân.
Và ông nói rằng là cái việc mà ông sống độc thân đó làm cho ông rất có nhiều thời gian để ông tu tập cái đạo của ông. Và ông có rất nhiều thời gian về cái việc ông lo cho tự thân bản thân của ông. Trước khi mình có gia đình thì mình phải lo cho gì? Cho chồng, rồi cha nhẹ mẹ bên chồng. Nếu mà mình ăn ở hoặc giả mình không khéo léo thì cũng mất lòng Phật lòng, làm rất là phiền lòng cha mẹ chồng. Rồi khi mà mình theo chồng rồi, cái bắt đầu mình không có thời gian lo cho cha mẹ mình, rồi cha mẹ mình cũng trách móc. Nhưng mà cha mẹ mình thì có thể tha thứ, yêu thương con cái thì có thể tha thứ, mà thường cha mẹ chồng là hay trách móc nàng dâu. Rồi khi mình lo không tròn bổn phận, mà sức của mình làm sao mà đủ để lo cho tròn bổn phận? Cái sức của mình là người nữ nhi, cái sức của mình là lo cho bản thân mình để mà hoàn thiện, sống đúng tuổi thọ hoặc vượt qua khỏi cái tuổi thọ của mình hiện hữu. Thí dụ mình 60 tuổi, mình sống 70 tuổi, 80 tuổi, tự thân mình lo cho mình, đây cả một vấn đề kỳ công khó. Và chưa nói cái chuyện mà chiết phục được phiền não, hàng phục được phiền não nữa. Chứ một bản thân mình, một mình lo cho mình là một chuyện khó. Như bản thân chúng tôi đi tu từ thời bé đến bây giờ, mà lo cho bản thân mình điều chỉnh lại cái chuyện ăn uống sinh hoạt tu tập cả một kỳ công. Đó là mình dùng toàn tâm vô mình để lo cái chuyện tu hành. Còn riêng quý vị xưa bày nay làm lớn lên cứ lập gia đình, thì cái chuyện đó là phong hóa của cuộc sống để có con nối dõi tông đường. Nhưng mà mình đi quá đà, thay vì một đứa con mình lo không xong, mình làm 5 7 đứa, 3 4 đứa. Bà già lắc đầu ở Đức Trọng, bà nói 20 mấy đứa, 23 đứa. Quá xa đà. Tự thân mình giữ không được, lúc vào trong đó là không giữ được. Cho nên chúng tôi rất là tán thán những người chỉ sanh một đứa con lo cho đàng hoàng. Hoặc giả là những người không sanh con, chỉ hai vợ chồng tuy rằng đám cưới 30 năm vẫn là vợ chồng son, lo lắng cho nhau rất là kỹ. Không phải mình ích kỷ, nhưng mà có nhiều người lập gia đình mà không có con, cầu cạnh đi thụ tinh nhân tạo, làm đủ kiểu không có rồi phiền não, rồi đi kiếm vợ bé, vợ hai, vợ ba. Có nhiều người viết thư Ấn Tổ, Ngài nói cái chuyện không con rất là tốt. Hai người anh của Quang không có con đó, Quang tán thán vô cùng, hoan hỷ vô cùng. Bây giờ không, trong thời đại hôm nay có con mà không dạy kỹ càng là phiền não về con lớn nhất. Thứ nhất, thứ hai, nó là người quan đàn, nó là nghịch tử, nó là phá gia chi tử, thì những người con đó để làm gì? Chi bằng bây giờ đi ra ngay chỗ mà cái viện nuôi trẻ mồ côi á, lựa đứa nào mà mập mạp tròn trịa đẹp á, mình mang về mình nuôi. Nó vừa là biết ơn mình về, để về sau mình có già nó lo cho mình, rồi nó lo cửu quyền thất tổ của mình, mà nó lo cửu quyền thất tổ bên cha mẹ nó nữa. Thích quá. Mình đi đến mình lựa đứa nào cũng được, còn mình đẻ ra mình đâu có lựa được đâu. Khi mình mang nó trong bụng, nhiều lúc mình ăn chim bồ câu nó sứt môi, ăn con này con nọ nó tạo ra cái nghiệp xấu ác ở trong bụng mình á, đời nhiều đời rồi sanh nó ra nó trở thành què rồi nằm một chỗ rồi cậu bơ cậu bắp, rồi mình đâu có lựa được đâu. Ngài nói như vậy, có nhiều người đồng tình hoan hỷ, không có con đi ra ngoài cái chỗ nuôi trẻ mồ côi lượng đứa mang về nuôi. Cho nên thành ra cái cách của Ngài chỉ rất là hay. Nhưng mà nhiều người người ta nói không, con đó là con nuôi không được, phải là đẻ ra mới được. Cái con người nó chấp nhất như thế. Cho nên ra là cái việc mà chúng tôi nói lại cho quý vị biết rằng là mình lo cho tròn bổn phận mình với chồng, với cha mẹ ruột mình cũng là một vấn đề kỳ công khó, cực kỳ khó. Huống chi là sanh con nữa. Mà khi một người phụ nữ mà sanh ra một đứa con giống như cái cây, nó phải ra hoa ra trái, thì cái cây này nó phải đuối sức đi, cái cây này nó sẽ già cỗi nhanh đi. Nếu không bón phân thì nó chỉ ra một mùa là nó chết thôi. Như cây cà phê lúc trước chúng tôi trồng, mùa này mà ra trái thiệt nhiều thì mùa sau nó phải giảm. Nếu mà không có bón phân tưới nước nữa là có thể nó khô nó chết. Thì cái cây cũng như con người, cái sức sống khi mà sanh ra một đứa con, bao nhiêu cái máu huyết của mình, bao nhiêu cái tinh hoa của mình, bao nhiêu cái tinh thần của mình, bao nhiêu cái sức lực của mình giao giao hết và trang rải cho nó hết. Từ khi nằm trong bụng mẹ cho bắt đầu lớn lên mình nuôi cho nó, thì quý vị biết bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu tinh hoa của con người mình giao để mà lo cho nó. Mà lo cho nó khi mình không sanh ra không khó, mà mình nuôi nó không được thì lúc đó nó làm mình phiền não nữa, thì mình biết cái khổ đau như thế nào về con. Con là nợ, chồng vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Tìm được cái đồng tiền mà xây lên cái cửa nhà mà phước báu ông bà mình để lại, không có vất vả, không có
để mà vọng tưởng sanh ra để mà tính tiền thì cái người này phước báu nhiều đời, còn không là tạo nghiệp chướng hết. Tạo nghiệp chướng để mà xây dựng thành một cái tổ ấm, đó là căn nhà. Gặp ông chồng mới gặp nhau thì thôi, thương yêu nhau, tình cảm để lên hàng đầu, cái gì cũng có thể tha thứ. Em là nhất trần gian, anh là nhất trần gian, tình cảm trân quý. Cái thời gian sau cái bắt đầu lập gia đình rồi, bắt đầu là gì, tính đến cái chuyện kinh tế tiền bạc, quên mất cái tình cảm đó rồi, để cái tiền lên hàng đầu là bắt đầu có chuyện. Hai người mới lần đầu về thì hy sinh tiền bạc xài chung, một thời gian sau bắt đầu là xài riêng, mỗi người để tiền riêng với nhau. Rồi con cái sanh ra rồi bắt đầu là chỉ lo cho con cái, quên chồng quên vợ, hoặc giả lo cho công việc làm ăn, cho nên tinh thần đâu có thể nào mình lo tổng quát hết được đâu. Thì cuối cùng bị thất bại, thất bại ê chề. Cho nên ông này ông nói hay, cả cuộc đời của tôi sống thọ như vậy là tôi sống độc thân. Cho nên riêng cái chuyện này, quý thầy mà sống độc thân từ cái lúc bắt đầu xuất gia, hoặc giả là có những vị như thầy Đồng Trì lớn tuổi có gia đình rồi vô đi xuất gia tu mà không còn ngưng lại và giữ gìn cái tinh lực cho kỹ càng, thì đây là một cái thọ mạng kéo dài. Mà người mà hao tổn tinh lực và không giữ được cái giới tà dâm thì người này bị ngũ phước si hao. Ngũ phước si hao là sao? Thứ nhất là người này thân tướng người ta bắt đầu xấu xí. Người mà thường khởi niệm tà dâm, dầu cho họ đẹp như thế nào nữa, nhưng người này xấu xí rất nhanh. Đây là một loại tâm làm dơ bẩn, đây là một ý niệm dơ bẩn tự tâm làm cho thân thể xấu xí rất nhanh. Thì người ở cõi trời bắt đầu hoa trên đầu héo, mắt thường hay chớp, khi họ thấy tiên nữ họ thích, họ khởi tà dâm. Thứ hai, bắt đầu họ sanh ra bệnh hoạn. Thì Ấn Tổ nói cái gốc của bệnh hoạn từ cái việc không giữ được tinh lực. Và người nam không giữ được tinh lực, người nữ đã có con rồi, không biết cách ly, không biết ngủ phòng riêng, không biết giữ gìn cho chồng, và chồng không biết giữ gìn cho vợ, thì người phụ nữ này thường sanh ra các bệnh, nhất là bệnh về về phần người phụ nữ, tức là dễ ung thư tử cung. Vì không sanh con ra, cái chất dơ tinh lực đó là những loại vi trùng nó vô trong đó. Vì tinh lực đó là một loại tinh trùng, nó vô trong đó, nó chết trong đó, thì hôi thối dễ bị ung thư tử cung. Đó là cái việc mà y khoa người ta nói, mà có nhiều người họ tế nhị quá. Cái chuyện này, cái chuyện vợ chồng mà mấy thầy thường Ấn Tổ nói cái chuyện này, tôi không phải nói là cái chuyện vợ chồng nó của chuyện thế gian, cái chuyện này nó nguy cấp lắm. Nếu người vợ khi mà bắt đầu mang thai, từ bắt đầu một tháng mà khi mà chồng không biết cử, vợ không biết giữ đó, thì bắt đầu bọc thai dày lên. Và khi ăn nằm một lần là bọc thai bắt đầu, thai nhi trong đó bắt đầu trúng độc, trúng độc một lần, và tử cung mở ra, thường mở ra, và máu hay thường chảy ra và dễ sảy thai. Có ai nói được điều này không? Chỉ có tổ sư Ấn Quang nói, chứ những người mà về khám bác sĩ, y tá, phụ khoa nói về cái chuyện mà của phụ nữ để mà khám thai cấm đồ, họ đâu có học lời Phật dạy thánh hiền, họ đâu có biết chuyện này đâu. Và riêng Ấn Tổ ngài dạy rất kỹ. Thực sự đây là một vị Bồ Tát mà chúng tôi phải nói là bội phục vô cùng. Đấy, ngài dặn kỹ càng như vậy mà ngày đó không ít có ai giữ được lắm. Không giữ được. Trong một thời gian 9 tháng 10 ngày, thời gian quá dài, mà không cho người chồng để mà gần gũi, thì họ sẽ khởi ý niệm tà tư tà niệm. Bên trong sẵn nó còn cái tham ái, sân hận si mê, nghi ngờ. A-la-hán mới trừ được, cho nên họ đi quan hệ bên ngoài, bị nhiễm HIV, bệnh này bệnh nọ nữa. Cho nên con người vì cái chuyện này mà nó quay cuồng, nó giết con người khổ đau. Mà nếu con người giữ được điều này thì thọ mạng con người kéo dài. Thì ông này ổng sống, ổng nói ba điều. Điều thứ nhất đó là ổng độc thân. Điều thứ hai là gì? Ổng tập dưỡng sinh, mà ổng tập ngay xuống nguồn tươi trẻ. Và xuống nguồn tươi trẻ mấy trăm năm rồi, người ta đã khai thác được cái bộ môn này, và chính cái bộ môn này nó tạo cho mình một cái khí lực. Và khi hít sâu vô giữ khoảng 10 giây. Như vừa rồi chúng tôi thấy cái thông tin, nếu người nào bị bệnh bệnh nhiễm COVID-19 á, mà khi họ hít thở, hít sâu vô họ giữ 10 giây mà họ giữ không nổi, họ nhói sau lưng và họ gần như là ngất xỉu, họ chịu không nổi, thì cái phổi họ bị tổn thương, virus đã thâm nhập rồi.
họ đo lường, chứ không phải là để cái lúc dương tính sốt rồi nóng lên rồi ho rồi đau đầu rồi bắt đầu mới là phát hiện đó nghe. Mà họ nói là đo bằng hơi thở, bởi vì con virus này nó là đi bằng đường hô hấp, nó vào trong lá phổi của mình. Nếu mà mình nâng người lên hoặc đứng một chỗ mà hít vô giữ được 10 giây, đếm 1, 2, 3, đếm đến 10 giây mà giữ được thì phổi người này đang còn tốt, virus chưa thâm nhập. Cho nên sáng chiều chúng tôi dùng cái phương pháp dưỡng sinh xuống nguồn tươi trẻ để đo lượng được cái năng lượng, cái hơi thở mình và cái sức nén hơi thở mình. Và khi mình nén hơi thở mà mình giữ lại được 10 giây thì hơi thở này nó đã lên tới não, dẫn máu lên tới não, tim nó lưu thông và toàn thể cơ thể lưu thông chỉ cần 11 cái. Còn ai quen quen rồi như chú Tị, ông làm 21 cái ông vẫn thấy khỏe, ông vẫn thấy cái sức nó vẫn có thể làm được. Chúng tôi chỉ cần 10 cái buổi sáng và buổi buổi chiều 5 giờ là đúng giờ, là 10 lần là 21 lần trong một ngày thì cái khí huyết của mình nó lưu thông. Thì ông nói là do ông tập xuống nguồn tuổi trẻ, ông tập được cái thể thao thể dục mà khí lực của ông đầy đủ. 10 người mà khí lực đầy đủ thì âm thanh của họ rõ trong và cái năng lực của họ sống, sức sống của họ rất cao. Người tinh lực đầy đủ thì cơ thể họ luôn giữ ấm. Người khi mà tinh lực họ thiếu rồi bắt đầu cơ thể họ sẽ bị lạnh, và khi lạnh là âm thì cái tần số và cái sự thích mê thích của loài virus nó sẽ đi vào, nó ở trong đó và khó đuổi nó ra vô cùng. Mà để khi lúc bệnh rồi mà để mà tập xuống nguồn tươi trẻ, tôi chúng tôi tin chắc quý vị sẽ tập không nổi. Bởi vì bình thường chúng tôi đang còn khỏe, lúc đầu tiên để tập hôm nay được 8 tháng gần 1 năm rồi nè, 8-9 tháng rồi nè, mà là khỏe không phải bị nhiễm virus gì, mà tập con người nó ê ẩm giống như là dầm trong cơ thể mình bị lấy cây dầm. Bởi vì những cái động tác này nó làm cho cơ nó căng lên đó. Mà khi cơ nó căng lên như vậy là bắt đầu là nó mỏi, nó đau trong cơ thể cả tuần lễ mới hết. Nếu mà virus xâm nhập đang bị bệnh, đang bị cảm mà tập thì chúng tôi nghĩ quý vị chịu không nổi với cái cơn đau này. Với cái cơ bắp nó bị nở ra và hơi thở mình không đủ nữa thì người này bỏ ngay. Chứ người ta dặn là lúc đầu nếu người nữ là nên 3, rồi 1 tuần sau là 5, 2 tuần sau, 1 tuần sau rồi bắt đầu 7. Còn người nam là 5, 7 lên từ từ. Chứ vô mà tập liền 21 cái mà không chú trọng nơi hơi thở đó nghe, thì người này coi như là nếu tập 21 cái là phản tác dụng ngay. Càng tập càng mệt, càng tập tập càng đau khó chịu vô cùng. Và trên những cái đoạn video clip mà trên YouTube họ có giới thiệu xuống nguồn tuổi trẻ đó, họ nói về cái cách tập nhưng mà không đề xướng sâu về cái việc hơi thở, mà cái quan trọng đó là hơi thở. Vậy cho nên ông này ông nói cái hai cái điều đầu tiên chúng tôi nói là ông bảo dưỡng thân thể bằng cách là sống độc thân. Hiện tại bây giờ quý vị Phật tử đang có mặt để mà coi trực tiếp chúng tôi, như các cặp vợ chồng ở Phú Yên rồi cô Diệu Bảo Bình Phước rồi một số các cặp gia đình rất là đông, rất là nhiều, giống như cô Lợi vân vân, một số các cô Phật tử còn gia đình trẻ có già có. Thì trong lúc mình đã có gia đình có con cái rồi thì Ấn Tổ dạy sao? Nếu có con cái ở chung với mình thì phải người cha ở dưới đứa con trai, người mẹ là người nữ ở với con gái, đêm đó mình chăm sóc, mình săn sóc nó, mình lo lắng nó, mình nói chuyện nó, mình nói những kinh nghiệm cuộc đời, nói chuyện khổ đau của mình, cưu mang lo lắng cho nó. Chứ mình thả nó không đó, hai vợ chồng ngủ chung, nhiều lúc mà chồng cử được mà vợ cử không được, vợ cử được mà chồng cử không được, vì nó sẵn có trong này cái tâm dâm dục rồi, mình phải cách ly phòng thôi và ở chung với nó để mình canh coi thử coi. Cái nhiều lúc nó ngủ một mình, nó lên mạng nó bấm mình có biết gì đâu, không có biết được. Và cái tình thương giữa mình với nó không có, rồi lớn lên nó theo chồng hoặc giả là nó ra cuộc sống riêng, rồi nói làm vì sao nó không có thương mình, nó không lo lắng cho mình đâu có ở gần nó đâu. Cái việc mà ở gần với nhau để cho cái hơi ấm nó lan truyền với nhau giữa mẹ và con, cha và con, cái đó là quan trọng. Cho nên bữa chúng tôi kể cái câu chuyện đó là cô Liên Phước ở bên Hàn Quốc, cô có đứa con, mà đứa con trai hình như 9-10 tuổi, đứa con gái 4-5 tuổi gì đó. Mỗi lần nó thấy ba nó vô trong phòng ngủ mà nó chuyên ngủ với má nó khóc, nó la, nó không được, không được, người nam ba là phải qua ngủ với anh, giống nào ra giống đó, nam qua nam, nữ qua nữ, cho ba vô trong này không được. Nó khóc nó dậy đành đạch cái ông bỏ ông chạy tuốt. Con nhỏ này mất cười, nó canh mà cổ thì cổ cổ
cổ thì cổ không muốn có con nữa, cho nên ra cổ mới mới muốn mà để làm sao đó để mà khi chúng cổ nghe chúng tôi giảng là cổ muốn giữ sức khỏe cho chồng, cái này còn hơn là mua nhung nai, hơn là mua thuốc bổ xăm bổ lượng cho chồng ăn. Vì ăn vô mà không có giữ được, ăn vô một mà phí ra 10, phung phí cả 10 cả trăm thì hỏi làm sao họ có sức khỏe, mình giết họ chết nhanh chứ làm gì có sức khỏe. Cái chuyện này hôm nay chúng tôi sở dĩ mà nói về cái đạo dưỡng thân trước rồi bắt đầu đi vô đạo dưỡng tâm. Thì cái đạo dưỡng thân chúng tôi thấy cái ông người Indo Ấn Độ này, ông đạt tiêu chuẩn sống 120 tuổi, mà nhìn sắc diện ông cái lúc 120 tuổi rất đẹp. Bởi vì cái người tập xuống nguồn tươi trẻ là khi mà họ nén hơi thở, họ đưa cái người lên hoặc họ nhấc chân lên một cái là toàn bộ máu dồn lên mặt họ, cho nên là nếp nhăn họ không có. Mình đi thẩm mỹ viện sửa kiểu gì đi nữa nếp nhăn vẫn còn là còn, mà tự cơ thể mình là một bộ máy tinh vi để nó điều khiển cái cơ thể của mình. Nếu mình biết tập dưỡng sinh của những bậc tiền bối, mà những tập dưỡng sinh xuống nguồn tươi trẻ đó là của các vị lạc ma bên Tây Tạng, khi họ tập cơ thể họ đủ năng lượng hơi ấm là họ ngồi quài tiết bình thường. Với một số các thầy tập cũng chưa đúng mức, như thầy Ngữ hỏi sáng mấy cái kia 6 7 cái khỏe được rồi, không được, đúng cái quy trình của đó là phải 21 cái đó. Cho mới thấy một số mấy thầy thấy rất là bình thường, bỏ bỏ khi tụng kinh rồi bắt đầu nó hôn trầm hoặc bị tán loạn, bởi vì đó là thiếu khí. Ông này ông nói là ông sống một mình đó là ông giữ tinh lực suốt cả đời ông. Thứ hai là ông tập xuống nguồn tươi trẻ, mà cái xuống nguồn tươi trẻ là chủ lực là hơi thở, nâng người lên rồi gấp người lại rồi tập đó, thì cái sức vận động không nhiều, nhưng mà cái cách họ tập để cho cơ bắp nở không tốn cái sức lực nhiều mà khí lực dồi dào. Nếu mà 21 cái mà giữ đều thì trong ngày hôm đó cái khí lực và cái thân thể của họ nó có một cái cảm xúc lâng lâng dễ chịu vô cùng. Trong trong số người tuổi trẻ nói là khi tập như vậy là con người nó có một cái sức sống rất mãnh liệt do cái khí lực nó có. Mà Phật ngài cũng nói con người theo dõi hơi thở là tâm lực định tĩnh, khí lực nó có thì con người này sẽ là khỏe. Và thứ ba ổng làm cái gì? Thứ ba là ổng tự trồng rau xung quanh cái vườn cái nhà ổng để ổng dùng. Và cuộc sống ổng ở ổng chỉ đục cái lỗ trong hang trong núi ổng ở trong đó và ổng che bạt ổng ở rất đơn giản. Ổng nói con người phải ở làm sao hòa nhập với trời đất. Và ba cái chính của ông là ăn rau củ quả suốt cuộc đời, không ăn động vật. Ở bên Ấn Độ hầu như những cái con vật nó gần như là các vị thần rất là nhiều, như con bò cũng là một vị thần, con khỉ cũng vị thần, cái những cái đạo thờ con rắn là vị thần. Họ quý con gì là họ kêu con đó là con là vị thần, là không được giết ăn. Cá thì đôi khi người ta có ăn, nhưng mà riêng ông này ông ăn rau củ quả suốt cuộc đời của ông luôn, và ông tự trồng ra ăn không có thuốc. Thì ba cái điều mà chúng tôi thấy đó là thứ nhất là ông không lập gia đình thì quý thầy được rồi đó. Mà riêng quý Phật tử thì bây giờ đã có gia đình có con rồi, mình 30 40 tuổi rồi thì thôi bây giờ phải ngủ phòng riêng, tập theo cái ông này. Tuy rằng có vợ chồng lo lắng cho nhau là bạn đạo, xem là anh ruột là em ruột, chồng thêm vợ mình là em ruột, là khách quý vô cùng, không dám khởi một niệm lên để mà mình có thể là đem họ làm cái món để mình thỏa thỏa thích dục lạc, có tội không nên. Như vậy hôm nay tất cả vợ chồng với nhau xem là bạn đồng đạo thì người này phải công phu khá lắm, thì cái dục niệm bắt đầu nó mới giảm. Mà dục niệm đó là một nhơ nhiễm tưởng, một tâm không thanh tịnh, mà nó giảm được rồi thì bắt đầu tịnh niệm bắt đầu mới xuất hiện được. Nếu mà dục niệm này mà lừng lẫy đó thì tịnh niệm không có được thanh tịnh và không có được phát dương quang đại và không có liên tục để mà tịnh niệm này nối tiếp nhau á, thì con người này không tương ưng được với Phật, tâm không tương ưng được với Phật và không tương ưng được với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì cái chuyện vãng sanh rất là nguy. Cho nên thành ra Ấn Tổ nói cái chuyện vãng sanh được hay không là do cái tình chấp, mà trong cái tình chấp mà nói đến chướng ngại sự vãng sanh thì cái tình ái là nặng nhất. Ái về cháu, ái về chồng, già rồi 60 70 tuổi vẫn vướng mắc luôn. Bởi vì cái tình niệm mình không có thì cái dục niệm nó phải khởi thôi. Rồi ái về con, ái về tài sản và cái tình chấp về ái giữa vợ chồng cháu con nó kinh khủng lắm. Bình thường thì có thể phục nó được mà công phu phải khá,
Nếu mà công phu vừa vừa mà bây giờ mới lúc hiện lúc ẩn, lúc hiện lúc ẩn, thì lúc lâm chung thua chắc. Lúc lâm chung tâm lực thì yếu ớt, thân thể thì đau đớn, con cái thì đến khóc lóc, thì quý vị đọa cái chắc. Đó là chuyện nguy hại lớn. Con cái phá chánh niệm cha mẹ, cháu chắc phá chánh niệm ông bà bằng cách thương quyến liến tiếc rẻ, thì cái chuyện này là trở ngại bản sanh rất lớn. Cho nên ba cái điều mà chúng tôi thấy chư tăng ở khu chuyên tu cũng như trên tỉnh Thất Quan Âm có thể làm được. Thứ nhất là mình ăn rau củ quả, được không? Được. Đã bao nhiêu lâu nay mình ăn rau củ quả rồi? Vấn đề thứ hai đó là mình tập dưỡng sinh xuống nguồn tươi trẻ. Chúng tôi đã in 5.000 cuốn sách để tặng cho quý vị, nhưng mà các vị không tập. Nhìn các vị tập là sắc diện khác ngay. Không tập một thời gian không đủ cái khí lực, cho nên máu nó không có được tinh lọc. Nhìn gương mặt xám xạm luôn, môi tím liệm luôn, không đủ cái không khí để nó thanh lọc được cái phổi, và nó không đủ cái khí lực để nó vận hành cái máu huyết nó lưu thông, cho nên đau đầu, bệnh hoạn đủ thứ hết. Còn cái chuyện người tu sĩ mình mà cử cái chuyện ăn nằm độc thân thì cái chuyện này mình phải giữ số 1. Ông là đạo Hindu không phải là đạo Phật, nhưng mà ông vẫn làm được ba điều này và ông đạt được 10 điểm. Cho nên thành ra ông sống trên 100 tuổi. Khi mà một ý niệm khởi lên mà tà tư, tà niệm, tà dâm thì nó tổn phước, và bao nhiêu cái ngũ phước của mình bị si hao. Một là thân thể bệnh hoạn, hai là xấu xí, khi bệnh hoạn thì nó phải xấu xí, ba làm ăn cứ thất thoát, bởi vì suốt ngày cứ để cái tâm vô chuyện đó chứ đâu có để cái chuyện là tập trung vô để mà làm ăn. Bất cứ chuyện gì mình muốn làm chuyện đó phải để toàn tâm vô đó. Cũng như chúng tôi làm một cái hồ là toàn tâm chúng tôi để vô trong đó. Nhiều lúc tu nó cũng chen vô, cố gắng gạt nó ra và để toàn tâm vô trong công việc đó, nó mới hình thành được. Chuyện tu hành cũng vậy, để toàn tâm vô trong cái lúc công phu. Người ta làm một ngành nghề, học bác sĩ hoặc làm một việc gì đó, họ phải chết sống với cái nghề, họ tha thiết với cái nghề, toàn tâm họ để trong đó họ mới thành công được cái nghề. Còn cái tâm này thì bị tán loạn, đủ thứ tán loạn về tiền bạc chi phối. Người nghĩ tiền nhiều cho nên thành ra cứ lòng tham khởi lên, tiền không đến với mình. Người nghĩ về dâm dục nhiều thì cuối cùng cứ thỏa thích rồi hết cái phước, và không ở chung với vợ chồng, ở chung nhau được nữa, rồi đi lang chạ thì cũng hết cái phước là hạnh phúc yên vui. Và người nghĩ về cái thân mình nhiều quá và cứ lo ăn thịt ăn cá, ăn những chất bổ dưỡng, thì cuối cùng cái thân này nó sẽ ra đi với mình sớm nhất. Thì đây gọi là tình chấp. Nếu xả thì đắc, xả thì được. Có cái cô đó, cô ở Hà Nội, cô nói con tâm đắc cái chữ xả đắc. Xả là được, chấp vô thì mất. Bỏ tất cả là được tất cả. Cũng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngày bỏ cung vàng địa ngọc, vợ đẹp, con sinh, cha già, và ngài ra đi để tìm được đạo. Và đến bây giờ khắp thế giới, khắp hoàng vũ đều ca tụng tán dương ngài, thờ ngài. Chứ nếu ngài ở tại nơi cái cung thành Ca Tỳ La Vệ, ngài ở chung với vua cha chỉ vì một vị vua cai vị, cai trị đất nước vài cùng lắm là 800 năm như ông Châu Văn Vương đời nhà Chu đi, nhưng mà cuối cùng gì thì cũng là vua thôi, không phải là một vị Phật. Thì ngài xả được cung thành điện ngọc, ngài xả được vợ đẹp con sinh, mà xả ở đây để mục đích ngài tìm đạo, ngài hướng dẫn người đó lại tu lại, chứ không phải là ngài gọi rằng là chung bỏ mất đi cái tình nghĩa và không có trước sau. Cho nên thành ra ngài xả được như vậy, cho nên thành ra ngài mới là tập bậc phước đức, phước trí vẹn toàn. Cho nên mình xả được cái chuyện mà ăn nằm thì cái hạnh phúc giữa vợ chồng rất là bền bỉ, ấn tổ nó. Nếu không giữ được thì 3 tháng hoặc 6 tháng, 1 năm càng lâu càng tốt. Thì tôi dám chắc với quý vị là cái sự hạnh phúc nó bền bỉ. Vì sao vậy? Vì mình tôn kính lẫn nhau. Còn hành dâm lẫn nhau thì đem cái thân người để làm chuyện súc sanh. Cái phước báu của con người và cái tâm khinh nhờn của con người đó, nó sẽ nảy mầm ở trong ngay cái việc đó, và từ từ nó sẽ mất đi hạnh phúc, không gỡ lại được đâu. Dễ sợ. Đó. Cho nên thành ra cái việc mà ông này ông đạt được đó là, thứ nhất ông sống độc thân, thứ hai ông tập được suối nguồn tươi trẻ, tức là tập thể dục thể thao, biết rèn luyện cơ thể, và thứ ba đó là ông sống cái cuộc sống rất là giản dị, đó là ăn rau củ quả, không ăn lòi súc sanh. Thì ba cái yếu tố này giúp cho ông trường thọ.
Còn cái chuyện ông tu thì ông tu theo cái đạo Hindu của ông thì mình không biết tu kiểu gì, nhưng mà thân ông là khỏe rồi đó. Thì đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái đạo dưỡng sinh. Thì trong cái đạo dưỡng sinh này, Ấn Tổ vẫn chú trọng nơi cái việc tinh lực. Và cái việc tinh lực này là cái quý báu nhất của con người. Nó là tinh hoa của con người. Thì hôm nay Thầy Tánh sẽ đọc cái đoạn Tổ sư Ấn Quang khai thị về cái tuổi thiếu niên, cũng như nói chung những người bị bệnh tật là do cái chuyện không cử được ăn nằm. Cái điều này tế nhị tinh tuế, và ai không tin thì cái chuyện này nó sẽ đến với mình. Thứ nhất là ngũ phước si hao, đó là bệnh hoạn, rồi thân thể xấu xí, làm ăn thất thoát, chết tước tuổi thọ, và khi chết người này xấu xí vô cùng. Ngũ phước si hao. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Tổ sư Ấn Quang trả lời cư sĩ Thang Huệ Chấn, trích trong sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Hoàng Chánh Biên quyển 2. Người đang độ tuổi thiếu niên, nếu chẳng gặp được thầy lành bạn tốt, ngày ngày qua lại với lúc bạn nhậu nhẹt tà vậy sẽ nguy hiểm muôn phần. Nặng thì không bao lâu sẽ chết, nhẹ thì cũng thành yếu ớt hoặc thành tàn phế. Xét đến nguyên do, điều là do chúng cứ nghĩ tìm hoa hòa liễu là vui, chẳng biết là chuyện thảm khốc, hoặc giống như giết người, hoặc giống như giết hại con cháu đời đời. Những kẻ ham ăn chơi thường mất bệnh phong tình, con cái sinh ra lúc nhỏ còn chưa thấy gì, đến khi 12, 13 tuổi, tới lúc dậy thì sẽ thấy rõ. Con lại truyền cho con, cháu truyền cho cháu, chẳng đáng buồn sao? Chẳng đáng đâu đứng ư? Cha ông là Châu Tử Quyền bản thân bất tội, sợ rằng cũng là do tham sắc mà ra. Chớ nên tham tà sắc, dẫu vợ chồng sống với nhau cũng chớ nên tham đắm. Hễ tham thì sẽ bị mất mạng hay sinh bệnh. Người ấy đã phát tâm muốn quy y, hãy nên chí thành niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Hết thảy tập niệm trong tâm, nhất loạt chẳng cho khởi lên, sửa lỗi, hiến thiện và kiên quyết ăn chay. Cần phải bệnh viện dứt bỏ chuyện ăn nằm. Nếu chưa phải là khi bệnh tình đã bình phục hơn một năm, muôn vàng chẳng được gần gũi phụ nữ. Nếu không, muôn phần khó lành bệnh được. Lại nên dạy vợ con ông ta, cũng nên niệm Phật và niệm Quán Âm cho ông ta. Nếu thực sự chí thành sẽ mau được lành bệnh, nay đặt pháp danh cho ông ta là Huệ Thoát, nghĩa là dùng trí huệ để thoát trừ những tập khí xấu ác trước kia. Lại do niệm Phật cầu sanh Tây Phương, vĩnh viễn thoát khỏi nỗi khổ sanh tử luân hồi, thường hưởng sự vui chân thường vô lầu, thì do cơn bệnh ngặt này mà được lợi ích lớn lao. Vợ có người ấy cũng nhờ đây mà cũng được thoát khổ hưởng vui may mắn lắm thay. Ông ta đã không thể cứ động được thì suốt ngày dùng thâm chí thành niệm Phật, hoặc niệm lớn tiếng, hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm trong tâm đều được. Niệm ra tiếng thì có thể niệm sáu chữ, chứ niệm thầm trong tâm thì nhiều chữ quá sẽ khó niệm, nên niệm bốn chữ. Bất luận niệm lớn tiếng hay nhỏ tiếng, đều phải trong tâm niệm cho rõ ràng rành rẽ, miệng niệm cho rõ ràng rành rẽ, tai nghe cho rõ ràng rành rẽ. Tuy chẳng thể lễ bái, trong tâm thường phải giữ lòng cung kính như đối chức Phật, như tế vào lửa nước cầu xin cứu giúp, chọn chẳng dám khởi một niệm tâm không chính đáng. Từ sáng đến tối, ngủ thì để mặc đó, thức dậy lại niệm tiếp. Lấy niệm Phật làm bốn mạng nguyên thần của chính mình thì sẽ có thể tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, có thể hy vọng lành bệnh yên thân. Lành bệnh rồi vẫn chẳng được buông bỏ, cứ tiếp tục niệm Phật,
Ngõ hầu siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thất tử, vãng sanh Tây phương. Hiện thời là tình thế hoạn nạn, nếu chịu chí thành niệm Phật, liền có thể gặp giữ hoa lành. Hàng nữ nhân trong gia đình, nếu chịu niệm Phật, chắc chắn chẳng bất hòa sanh khó. Dẫu là người lúc bình thường chẳng niệm Phật, đến khi sanh nở, sanh không được, chịu chí thành niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ tức khắc an nhiên sanh nở. Chớ nên nói lỗ lồ bất tịnh, niệm sẽ mất tội. Trong lúc bình thường thì cần phải cung kính sạch sẽ. Nếu mũ áo không tề chỉnh, thân thể chẳng sạch sẽ, hoặc đang tắm rửa tiêu tiểu, và khi ngủ nghỉ đều nên niệm thầm trong tâm, chớ nên niệm ra tiếng. Chỉ khi sinh nở nên niệm ra tiếng, đừng nên niệm thầm. Những người sản xuất chung quanh cũng niệm giúp cho người ấy, thì đôi bên đều có công đức lợi ích. Nên đưa thứ này cho ông ta xem và làm cho hết thảy mọi người đều biết, thì mới có lợi ích cho ông ta được. Và lá thư đến đây là kết thúc rồi. A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang trả lời thư cho cư sĩ Thanh Huệ Trắng. Đây là một cái lá thư mà ông này ông bị bệnh bán thân bất tội, tức là bị tai biến. Thường những người bị tai biến nó có hai nguyên do. Nguyên do thứ nhất, tinh thần của họ bị áp lực quá lớn, tinh thần của họ không tự chủ được, và tinh thần họ quá mệt mỏi, quá bắn loạn. Con người mà không có pháp lành, tức là pháp môn niệm Phật, trì chú, rồi niệm Quan Âm, thì cái tâm của họ không chỗ trụ thì nó sẽ tán loạn. Tán loạn đến cái lúc cái thần kinh chịu không nổi, bắt đầu nó tê liệt cái bộ phận thần kinh, rồi bắt đầu nó truyền xuống thân thể không cử động được. Đó là cái chuyện tinh thần bị áp lực quá tải, cái tinh thần chịu không nổi, cái thần kinh nó chịu không nổi nữa. Cũng như là điện mà mình, cái dây của nó là nó xài được khoảng 10 bóng, mà mình đẩy vô 20-30 bóng, cái dây điện nóng quá nó chịu không nổi thì nó nổ, nó cháy thôi. Mấy cái máy ở dưới kia trộn bê tông mà cái dây điện nó nhỏ, mày kéo một cái máy đầm, hai cái máy trộn, rồi thêm cái máy hàng nữa, thì cái dây điện nó nóng, nó nhảy cái CB, hoặc là nó bứt cái cầu chì, hoặc giả là nó cháy dây thôi. Cũng như là cái sức của mình chỉ làm việc được 6 tiếng hoặc 8 tiếng là xong là được rồi. Làm khuya về áp lực gia đình, rồi vợ con hoặc là chồng con không có biết để mà an ủi mà còn trách móc, thì cái thần kinh chịu không nổi. Một là họ chịu không nổi với ý niệm đó, họ phải uống thuốc họ chết. Còn hai, họ phải đi ra khỏi cái nhà đó, họ thấy khó chịu cái không khí này, không thể chịu nổi. Và thứ ba đó nữa là họ phải quỵ xuống tại chỗ họ bệnh. Nên thành ra là cái ông Bộ Y tế, mà Bộ trưởng Bộ Y tế ở bên Hà Lan á, họ quá căng thẳng về cái chuyện người chết vì dịch bệnh, họ chịu hết nổi. Họ đứng đó, họ quỵ tại nơi cái sân khấu luôn. Rồi họ từ chức, ông này cũng chịu không nổi. Vì ông cái khả năng của ông không có thể nào làm đủ với cái những cái thuốc, vaccine để mà giúp cho người khác, ông chịu không nổi. Cho nên ra cái tinh thần của mình mà không có cái đạo để mà dưỡng sinh, để mà lo lắng cho tinh thần an định á, thì con người này một là phải tai biến, hai là phải tự tử chết, ba phải là già, bốn là sống như người điên khùng mất trí. Họ sống cho có sống chứ không còn một cái sức sống gì cả. Thì họ sẽ là gì? Từ cái tinh thần này nó làm cho thọ mạng giảm lần và chết sớm. Quan trọng tinh thần vô cùng. Có nhiều người nói tu đạo có lợi ích gì đâu. Tôi đi làm có tiền, tôi xây nhà xây cửa ở gần biển, tôi hít không khí, tôi hưởng dục lạc tài sắc danh thực, thì như vậy là tôi mới sống lâu, tôi khỏe chứ. Không phải đâu. Quan niệm vậy là sai lầm. Nếu quan niệm vậy, Đức Phật ngài ở trong cung vua, ngài lo hưởng cái chuyện mà tiền của tài sắc vợ con với ngài đi tu làm chi. Mà ngài đi tu không bắt buộc mọi người phải đi xuất gia hết, mà Ấn Tổ ngài kêu là phải tại gia mà biết cái đạo dưỡng sinh, biết cái đạo dưỡng thân và biết cái đạo dưỡng tâm, thì rất là thuận tiện. Đó, ngay bây giờ mọi người, và sáng nay chúng tôi vừa cái là gọi cho cái anh Tuấn thợ xây để sắp xếp công việc, là trong đó báo là Bộ Y tế coi như là mong mọi người là nếu không có việc gì là không được đi ra ngoài.
họ thông báo liền trong điện thoại, vừa gọi cái là thông báo trước rồi bắt đầu điện thoại mới reng. Không có việc gì không nên ra ngoài. Thì cái việc mà hôm nay tổ sư Ấn Quang ngài nói đến hôm nay thấy là hiệu quả, ngài kêu mọi gia đình nên ở tại nhà, tu tại nhà, lập đạo tràng của mình là tại nhà, là trong nhà mình ba người, một vợ, một chồng, một đứa con gái, hoặc một đứa con trai, hoặc giả là 4-5 người là đạo tràng. Nếu mà chồng con mình không có hoan hỷ thì mình cứ làm biểu pháp mình tu trước, đừng có bắt buộc họ tu. Lâu ngày họ thấy mình tánh tình thay đổi, sắc diện thay đổi, ít bệnh hoạn là họ theo thôi. Dùng thân để giáo hóa chứ còn chi mà mình bắt buộc họ làm gì. Đó. Rồi đến lúc lâm chung thì gia đình mình là ban hộ niệm. Thì muốn gia đình mình ban hộ niệm thì bây giờ mình phải thường đọc lời khai thị mái chèo lâm chung hoặc lâm chung tại tam đại yếu. Thì vừa rồi chúng tôi in đã gửi lên 3-4 tuần nay rồi, nhưng mà chưa có khai triển cái cuốn sách này. Và hôm bữa chúng tôi nói cái gì là 5.000 cuốn này, trong này có cái lời trù bị là căn dặn lúc lâm chung phía sau. Và thầy tánh làm thêm soạn đó là Phật giáo Di Bổn Luận, và Phật giáo Dĩ Hiếu Vi Bổn Luận, lấy cái điều hiếu để mà viết ra cái bài luận này là nổi tiếng của tổ sư Ấn Quang, để trong này luôn. Và hiện tại bây giờ gửi bằng cách nào? Phật tử khi nghe chúng tôi giới thiệu như vậy rồi, nhắn cái địa chỉ vô cho thầy Nhuận Phiên khỏi gọi. Thầy đi làm công việc hôm nay thầy phát tâm mỗi ngày thầy xuống đây để thầy làm. Mà chúng tôi hoan hỷ bởi vì chia hai tổ ra mà thầy Sơn Phong xuống để làm sớm cái bờ rào với cái hồ phóng để mà chứa nước nuôi cá để làm vườn rau. Nhưng mà cố gắng phải giữ lại được công phu. Sáng đi làm, chiều bữa nay 5 giờ là về. Nếu mà giữ được buổi tối một thời thì, với buổi sáng một thời thì tốt. Chứ không phải công quả ngày nào cũng đi xuống mà không công phu là thất trọng ngay. Thất trọng ngay. Cho nên Phật tử nhắn tin vô thường cái số của thầy Nhuận Phiên hoặc số nào cũng được. Nhắn tin là tiện lắm, gọi tốn tiền lắm. Con xin 5 cuốn, 3 cuốn Lâm Chung Tam Đại Yếu, Mái Chèo Lâm Chung của thầy Giác Nhàn giới thiệu trên cái đĩa băng của Ấn Tổ đó. Rồi thầy nhắn gửi cho con về địa chỉ này. Thì bưu điện vẫn còn làm việc, đóng gói đi xe ra tới bưu điện, đeo khẩu trang đàng hoàng để chuyển vẫn được. Chuyển đi đến cho họ. Và chúng tôi thông báo là những người nhận ra bưu điện nhận là mình gửi tiền cước thì tiện lắm. Lúc trước thì chúng tôi tặng tiền cước luôn là Phật tử có cúng dường. Nhưng hôm nay Phật tử hầu như là không một người bước vô chùa thì đâu có tiền nào đâu mà cúng dường. Thỉnh thoảng Phật tử gửi 50.000, 10.000, 300.000. Có những người họ thơm thảo họ gửi thêm để mà nuôi chúng thôi. Chứ hoàn toàn trên tỉnh thất là thùng phước xương, bây giờ mở ra không có đồng xu ten nữa. Đâu có ai bước vô trong đó đâu, đóng cửa khóa kín hết rồi, chùa nào cũng vậy thôi. Thì giờ quý Phật tử, sách này chúng tôi in 5.000 rồi chúng tôi tặng chứ không có bán. Hoàn cảnh gì đi nữa cũng vẫn giữ lập trường là tặng cho là cho. Thì quý vị nhắn tin vô trong cái điện thoại 7090097474 cũng được, hoặc 312 thầy tệ gì cũng được, cứ nhắn tin vô là tiện nhất. Con xin bao nhiêu cuốn sách, xin gì đó thì mấy thầy mới viết ra, khỏi phải mất thời gian nghe điện thoại. Tối mấy thầy về soạn ra rang mang vô điện, bưu điện gửi cho quý vị, và quý vị ra tại bưu điện quý vị đưa tiền cước. Thì mỗi người nhận mà được đưa tiền cước bản thân mình đi là tính ra vài chục người, vài trăm người thì đỡ tiền cước. Lúc trước mỗi lần chúng tôi gửi tiền cước là tính 20-30 triệu không rồi, chứ không phải tính 1-2 triệu nữa. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi vẫn đề xướng và truyền bá những cái cuốn sách quan trọng để cho quý vị nhận qua bưu điện và vẫn tiếp tục pháp thí. Chứ không phải cái việc mà Phật tử không đến là mình không cho được. Bởi vì giáo hội cũng như nhà nước vẫn đề xướng và khuyến khích mình để mà hoằng dương Phật Pháp và giảng kinh thuyết Pháp và tu tập qua đường truyền Internet. Thì bây giờ mình cũng cho kinh sách qua đường truyền Internet. Mình giới thiệu cuốn sách nào cái là Phật tử họ biết, xong rồi họ nhắn tin vô họ xin. Mình đem cái cuốn sách này bắt đầu mình cho vài gia đình họ đọc. Chúng tôi thấy đọc vô là thấy là hay liền. Tổ sư Ấn Quang ngày đề xướng cái việc hộ niệm và lâm chung tâm đã yếu rất quan trọng. Những người tính tâm chưa kiên định, đã yếu thứ nhất đó là đến khai thị cho họ, để họ khởi tâm tính tâm nhàm chán ta bà cầu sanh cực lạc. Thứ hai là gia đình phải thay phiên nhau làm ban trợ niệm. Bây giờ là quan trọng gia đình là thay phiên nhau ban trợ niệm. Tỉnh thất ban âm phòng hộ niệm cũng hộ niệm, nhưng mà mang ra mang vô khó khăn vô cùng. Gia đình đến cũng khó khăn vô cùng. Và thứ ba đó là khi mất là không được dời động tắm rửa lau chùi, làm cho thân thể của họ dời động thì họ đau đớn. Để đó 12 tiếng. Cái này ngài nói ba cái đại yếu này và ngài phân tích ra rất hay.
cho người ta một cuốn sách này, người ta biết được để người ta tu hành và người ta lúc lâm chung được về Tây Phương Cực Lạc bằng hơn cho họ chục tỷ. Này chúng tôi nói không quá lời đâu. Cho họ chục tỷ họ xài, nhiều lúc là họ không giữ được cái chuyện tham lam, họ xài bậy, họ tạo nghiệp. Còn cho cuốn sách này là yên tâm, không lo nghĩ. Họ không có xem thì cho con cái cháu chắc nhiều đời họ xem cuốn sách này. Trên tổ sư Ấn Quang một đời là đề xướng cái chuyện in kinh sách. Hôm nay chúng tôi giới thiệu cái cuốn sách mà Lâm Trung Tâm Đại Yếu này, chúng tôi soạn lấy những cái tinh hoa về cái vấn đề ngày khai thị hộ niệm trong những lá thư, đúc kết thành một cái cuốn sách hộ niệm này, thừa dư cái vấn đề để quý vị nghiên cứu, để cái lúc mà quý vị trợ niệm cho gia đình của mình. Hàng ngày thường đọc, đọc qua một lần rồi chưa đủ, đọc nhiều lần để cho con cháu mình biết cách. Chứ lúc đó rồi nó lỡ dở sách ra, nó đọc có kịp đâu, mình nằm ngáp ngáp rồi bây giờ nó đi tìm, nó coi thử Lâm Trung Tâm Đại Yếu là cái gì, hộ niệm ra sao, thì quý vị chết ngủng củ tội tám đời rồi, chứ còn đâu nữa mà để mà nghiên cứu, thấy không? Bây giờ phải coi trước. Cho nên có một cái gia đình đó, người ta đọc hoài về cái việc văn sao, cho nên lúc lâm chung bệnh là họ làm đúng thủ tục, không cho người đến thăm nhiều, đến là phải ngồi đó niệm Phật và dặn dò sao trong văn sao, họ làm y như vậy. Và gia đình hộ niệm sao, họ tiễn đưa người cha họ về Cực Lạc. Họ nói cái bộ văn sao này là cái bộ mà coi như là gối đầu giường Bồ Tát Đại Thế Chí, là Ấn Tổ còn sống trong nhà. Quan trọng không? Đó. Cho nên chúng tôi lập phòng hộ niệm, mà đến hôm nay mới soạn ra được cái cuốn sách nói về hộ niệm lúc lâm chung. Hôm bữa chúng tôi giới thiệu cho quý vị, định tặng cho quý vị mà mấy chủ nhật đó không giảng được. Cho nên cuối cùng là bây giờ có 5.000 cuốn rồi mà vẫn nằm trong cái kho đó, nằm trong cái thùng đó, chứ cũng chưa cho được. Thì hôm nay chúng tôi giới thiệu ra những người nghe trực tiếp cũng như nghe lại cái đĩa này rồi đó, thì nhắn tin vào mấy cái số 312-300-7474, số thầy Phiên, cứ nhắn tin khỏi gọi, vừa đỡ tốn tiền mà lại tiện cho quý thầy. Gọi đến xin kinh, nó nhiều người nói dòng do tâm quốc mất thời gian mà mấy thầy đang làm phải lại nghe điện thoại. Cho nên thành ra mấy hôm nay chúng tôi đề xướng về cái việc phải sử dụng cái điện thoại mà 300.000 điện thoại cùi bắp đó. Nhưng mà dạo gần lại đây có Phật tử để mà gửi chúng tôi cái điện thoại bữa mà xài qua cái chuyện màn hình để mà chúng tôi chuyển khoản, rồi chúng tôi lo những cái công việc mà về vấn đề ngân hàng để mà làm việc, nó rất nhiều cái việc để mà chuyển khoản, mà xài đến hôm nay tự nhiên thấy cái đầu nó hơi khó chịu rồi. Nó khó chịu, đêm hôm qua nằm thấy nó khó chịu cái đầu. Cho nên bây giờ phải giảm bớt, một ngày mở ra một hai lần thôi, không mở ra thường xuyên. Vì cái sóng của điện thoại đó nó làm cho cái não của mình lúc ngủ nó không được ngon. Mấy lúc trước mình chưa thấy gì, nhưng mà khi cái não mình nó mệt, công việc nhiều hoặc giả lâu ngày chài tháng là mới thấy cái sóng nó nguy hại. Hôm nay là giảm tối thiểu luôn, và thỉnh thoảng gọi bằng cùi bắp trở lại, rồi thỉnh thoảng mình có qua cái dịch vụ đó gì đó đưa chú Quảng Tịnh ông đi giùm ngân hàng, hoặc giả là có xài ít thôi, không có xài nó nhiều nữa. Lạm dụng cái điện thoại là nguy hại vô cùng. Cho nên thành ra là nhiều người mà vì cái điện thoại nó cũng giúp cho mình được nhiều công việc tốt, nhưng mà cái điện thoại nó cũng giết mình chết rất nhanh. Hẹn hò chuyện này chuyện nọ lên mạng đủ thứ trên đó hết trơn. Hôm bữa có một chú đó, ông nói bây giờ coi virus nó lây qua bên hơi thở, có khi nào nó đi qua đường âm thanh, nó đi vô trong điện thoại nó đi qua không? Dân nhàn kêu cái chuyện này nó hơi khó, nhưng mà điều cái điện thoại nó giết còn hơn con virus nữa, chứ là đâu phải đơn giản đâu. Lên trên mạng đủ thứ phức tạp, đủ thứ thứ tệ nạn, đủ thứ phim hết trên đó, nó làm cho con người băng hoại cái tâm linh kinh hồn hơn gấp trăm lần con virus, chứ đâu phải đơn giản đâu. Nếu mà biết sử dụng nó thì rất là tốt đó. Bây giờ ngồi tại khu chuyên tu toàn thế giới đó, bên Oregon, rồi ở bên Chicago, rồi ở bên Úc, bên Canada. Bữa nay người ta không có đi làm, tiệm nail hầu như đóng cửa ở nhà. Đúng cái giờ này là bên đó lại bắt đầu chiều, bên Mỹ đó, Canada đó, Úc, rồi các nơi họ nghe, họ hoan hỷ vô cùng. Đó. Dùng cái internet này, dùng cái điện thoại để mà phổ biến Phật Pháp thì tốt. Nhưng mà nó có hai mặt như con dao hai lưỡi. Nó không dùng qua Phật Pháp thì nó phải dùng cái khác, chứ nó không có bao giờ ở không. Cái tâm của mình nếu không có tịnh niệm, không có niệm Phật, không có trì chú, không có khởi niệm thiện thì nó phải khởi niệm ác. Cái tâm là nó năng sanh vạn pháp mà.
nó đang sanh vạn pháp. Pháp thiện hay pháp ác gì nữa cũng từ nơi cái tâm, trong tâm này nó lưu xuất ra. Nếu pháp ác là nghịch chiều với thể tánh, nó dắt mình đi đọa lạc. Còn nếu mà pháp thiện thì nó thuận chiều với thể tánh để nó khai thác tâm minh tứ trí ngũ nhãn lục thông, làm lợi ích cho mình và cho chúng sanh. Lúc thọ mạng hết là nó về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới an lành. Mà pháp thiện cũng phải có cái duyên để tác động, mà pháp ác nó cũng có cái duyên để tác động. Cái thở ban sơ từ vô thủy, tâm mình là thanh tịnh không khởi một niệm, là chân như. Nhưng mà khi nó bị cái duyên ác tác động vô, sát trộm dâm giới khởi hoặc tạo nghiệp, thọ quả báo nó luân hồi sanh tử. Cho nếu mà từ nhân chi sơ tánh bổn thiện, và cái thời người vô thủy, thời xa xưa mà cái lúc con người mình đang sống với thể tánh thanh tịnh, mà gặp Phật Pháp mà tiếp tục nâng cao và phát minh cái thể tánh này để lợi ích chúng sanh, bây giờ mình làm Phật rồi chứ đâu phải ngồi ở đây nữa đâu. Cho nên thành ra là con người mình, chúng tôi nhắc lại, muốn giữ được cơ thể trường thọ phải sống độc thân. Sống độc thân ở đây, họ có gia đình, họ có vợ chồng rồi, họ vẫn sống độc thân. Trong một gia đình có vợ, có chồng, có con, người nào ngủ phòng đó luôn luôn giữ Phật hiệu, tôn kính chồng giống như là Phật. Họ là bây giờ là chồng mình nghe, họ là bây giờ chồng mình, nhưng mai mốt, mai sau 1-2 năm họ về Tây Phương Cực Lạc. Bởi vì họ đang nung đúc cái câu Phật hiệu, họ đang nung đúc cái tịnh nghiệp để họ về Tây Phương Cực Lạc. Họ thành Phật chứ không phải là người chồng, người phàm mình đâu. Mà nếu mình không hỗ trợ cho họ, mình cứ đòi hỏi rồi mình cứ làm cái chuyện ăn nằm, ngăn cản cái chuyện họ vãng sanh, cái tội mình lớn. Cái chuyện họ không vãng sanh, họ muốn đọa lạc thì cái chuyện này làm sao đã làm, không nói rồi. Mà cái chuyện này họ đang tu đạo, họ để họ vãng sanh. Còn cái chuyện mà chồng mình hoặc vợ mình không biết tu hành, họ gây trở ngại cho mình, thì mình phải hoan hỷ, biết rằng là mình đã gây chướng ngại họ nhiều đời rồi. Bởi đời này họ gây lại cho mình, đó là cái chuyện bình thường, không có bỗng không. Vì cái tâm mình là gây chướng ngại cho người khác nhiều đời nhiều kiếp, rồi bây giờ họ phải gây chướng ngại lại cho mình, đó là mình trả quả, giúp cho mình càng tinh tấn hơn. Cho nên cái người biết tu á, mà thấy oan gia chồng con nó phá phách, thì người biết tu á, thì gì? Thì trở thành những oan gia đó, trở thành con đỏ. Con đỏ tức là họ là người mình rất thương họ, họ là người giúp cho mình, oan gia đó trở thành con đỏ. Còn nếu mình không biết tu á, tay chân nè, ở chung trong thân thể mình cũng trở thành oan gia. Tay chân là phải giúp cơ thể mình tắm rửa ăn uống phải không? Mà cuối cùng nó trở thành oan gia. Nghĩa là cái người mà không biết tu, gia đình của mình ở chung với nhau, nó trở thành chướng ngại rất lớn. Còn người biết tu, gia đình của mình trở ngại rất lớn, nhưng mà mình thương kính họ, cái gì mình cũng xin lỗi họ, cái gì mình cũng cung kính họ, cái gì mình cũng gì tôn trọng họ, thì họ giàu là oan gia, nhiều đời mình giết họ, hôm nay họ đến để họ tìm mạng mình họ giết, nhưng cũng trở thành con đỏ rồi. Bây giờ tâm mình chuyển nghiệp, tâm mình cung kính họ, cho nên nó chuyển nghiệp nhiều đời giữa mình với họ là oan gia. Bây giờ họ đến làm chồng làm con để họ giết mình, họ đòi nợ, nhưng mình có tu, cho nên oan gia này trở thành con đỏ. Cái lời của Ấn Tổ nói hay vô cùng, không phải ngài nói mình làm không được đâu, điều mình không có áp dụng đúng cái lời ngài dạy. Cho nên thành ra cứ ngông ngông cống cao ngã mạn, xem chồng không ra gì như đôi dép đứt, con cái thì ra rầy chửi rủa, không biết dạy dỗ nó. Rồi cuối cùng gì, mình chuốc lỗi, chuốc tội vào thân. Đã vì ông gia nó chưa tới, thì bây giờ mình tự kêu nó tới cho nhanh. Cho nên tâm mình mà vô quá ngại, an trụ vô câu Phật hiệu niệm Phật, thì bao nhiêu chướng ngại nó tới rồi nó đi, giống như nước đổ lá muôn, nước đổ đầu dịch. Còn tâm mình không vô quá ngại, không niệm Phật, không tu hành, không ăn chay, không sửa lỗi hướng thiện, không sửa xưa tu nay á, thì giàu cho mình đang sống không có oan gia, nhưng nó cũng sẽ tìm oan gia đến cho coi. Tâm mình chiêu cảm, tâm mình chiêu cảm. Vì tâm mình chiêu cảm cho nên thành ra mình than trời trách đất, mà không biết rằng là chính mình kêu vợi nó đến, kêu nó đến, mời nó đến. Còn oan gia ở chung nhà, thay vì họ hâm he, họ tìm cách đi rằng họ kêu họ lo cho mình ngang, họ giúp cho mình, mà cuối cùng là trong nghiệp báo âm thầm đó để họ đẩy mình đi con đường chết. Mà cuối cùng mình nhờ Phật, nhờ Bồ Tát, nhờ thần chú Đại Bi. Chúng tôi hay nói là thần chú Đại Bi đó là thần chú hộ trì thân tâm, bảo hộ thân tâm. Hôm nay chúng tôi đặt canh dưỡng sinh, tức là canh trường sinh. Hôm qua cái chuyện này thầy ngữ không nói, canh này không những đặt tên nó là dưỡng sinh mà nó là trường sinh.
uống vào là nhiều cái bệnh trong người mình nó sẽ giảm. Đơn giản nha, ngưu bán mà bữa nay cũng khó mua thiệt á. Ngưu bán rồi củ cải trắng, củ cải đỏ với nấm đông cô trắng, vậy mà nấu lên trong nhà thơm lừng luôn, uống thiệt là ngon. Thay vì mình mua bia, mua rượu không, mua nước ngọt không, hôm nay có canh dưỡng sinh cho cả gia đình uống, thấy không ạ? Rồi cái gì nữa, tối ngâm chân, làm gừng với lại riền xay nhuyễn thành bột, bỏ rượu vô, tối ngâm chân, vợ ngâm chân cho chồng, chồng ngâm chân cho vợ, thay phiên nhau. Những cái điều này chúng tôi nói nó có cái ý sâu xa mà ít ai làm lắm. Hồi trước chúng tôi đề xướng một số quý thầy làm cũng bỏ, hôm nay chúng tôi làm bắt đầu thấy nó có tác dụng, làm hơn một năm nay rồi thấy ngâm chân là liều thuốc bổ, bổ hơn tất cả các thuốc bổ. Thuốc bổ uống một hai thang điền tiền đâu mà uống hoài, đúng không? Nhưng mà cái này là làm được hoài, làm hoài mới có tác dụng, thấy không? Tập xuống người tươi trẻ, uống canh dưỡng sinh, ngâm chân, sáng thức dậy sớm. Ông cái ông mà hồi nãy chúng tôi nói sống 120 tuổi đó, cái giờ ổng ngủ là 9 giờ và cái giờ ổng thức là 3 giờ. Không bao giờ quá 3 giờ, không bao giờ là quá 9 giờ ổng ngủ. Tối không quá 9 giờ, sáng không thức dậy mà quá 3 giờ hoặc là 4 5 giờ không có. Người ta biết đạo dưỡng sinh, dưỡng thân, dưỡng tâm, dưỡng thần, dưỡng tinh, dưỡng khí, thì người này làm sao mà chết yểu, làm sao mà có bệnh được. À, thì mai chúng tôi sẽ nói thêm về cái việc dưỡng thân và dưỡng tâm bằng cái pháp mà thực sự không tốn kém, không khó khăn, không khó khăn, không tốn kém và không phải ngoài khả năng của mình. Cho nên thành ra hôm nay về cái việc mà chúng tôi muốn cho mọi người cố gắng phổ biến về đường truyền internet, nhất là cái buổi sáng chúng tôi nói chuyện. Mới lần đầu hôm trước thì nói chuyện với đại chúng gần 2 năm nay thì chỉ có nói nửa tiếng hoặc nói bình thường, nó cũng không có khó chịu cái bụng. Bởi vì ăn cơm xong dầu ít hay nhiều gì nói nó cũng khó chịu bụng, mà bữa hôm nay là nó quen rồi. Cho nên là đây cái chuyện này chúng tôi làm lâu dài được. Như hôm qua thầy Phổ thầy mừng mà thầy hoan hỷ vô cùng. Nhờ đường truyền internet hoặc chị con quầy Bắc ở Sài Gòn các nơi coi sư phụ giảng buổi sáng, họ hoan hỷ vô cùng. Họ không có đi làm, với hai nữa là họ ở nhà mà họ ngồi họ coi như vậy, không có mất thời gian đi lại, không tốn kém gì cả, chỉ kéo đường truyền internet 100 mấy chục ngàn là được rồi. Bây giờ cái nguồn phát lên là quan trọng, là mạnh. 2,5 triệu một tháng như chúng tôi đây, có cô hợp cô phát tâm 5 triệu một tháng là một năm của cúng dường đủ thì nó phát lên yên tâm rồi. Còn cái chuyện mình kéo xuống mình coi thì rất là đơn giản. Nay chủ nhật Minh hoặc ở trên đó nghiên cứu một cái đường truyền hoặc cái internet gì đó là kéo vô trong nhà chú Đố với nhà cô Nhã, một số các nhà trên đó mấy cái điểm đông đông cho các cụ ngồi buổi sáng nay coi. Chứ thường ra bây giờ ở trên Định Thất có, nhưng mà mấy cái điểm đó chưa có. Nên các vị các thầy gọi điện về nhà, có điện thoại đó xài gọi điện chứ đừng có nói linh tinh. Gọi về nhà nói má ơi, ba ơi, chị ơi, em ơi, hôm nay thầy nhàn mỗi buổi sáng nói chuyện nghe đi, bổ ích lắm, thầy chỉ cái đạo dưỡng sinh sống trường thọ đó. À, rồi chỉ cái đạo mà để mà an dưỡng tu hành cho nó tốt, tốt lắm ha. Nói như vậy là biết bao nhiêu công đức không? Họ mà chịu nghe một cái là bắt đầu là tinh thần họ an vui, họ có pháp để tu, để an tâm, để không có bị sợ hãi trong cái chuyện biến dịch đi. Biến dịch quá lớn, dịch bệnh nó biến loạn quá lớn, thì quý vị biết cho họ bằng hơn 100 tỷ không? Quan trọng vô cùng. Cho nên mình không có ai đề xướng nhắc cái này, mình không có nhớ. Cho nên ra cái việc mà hôm nay mỗi người nên đắc bắt đường truyền internet và để nghe thì nó hữu ích vô cùng. Gọi về cho gia đình mình ngay, liên lạc thông tin, ngồi một chỗ mà phân thân âm thanh đi khắp thế giới, hữu ích vô cùng. Nhất là bên Mỹ mà bây giờ buổi chiều mà người ta không đi làm mà họ nghe nữa thì thôi rồi. Đó, hồi nãy giờ quý vị nghe thấy không? Lọt tai không? Quá lọt tai rồi. Cái đạo dưỡng sinh, rồi cái đạo để dưỡng tâm, để tu hành liễu sanh thoát tử. Cái chuyện này là cần. Thì cái thời dịch bệnh, cái thời chiến loạn, cái thời kinh tế xuống cái gì đi nữa thì cái đạo dưỡng sinh, cái đạo dưỡng thân, cái đạo dưỡng tâm để liễu sanh thoát tử thì cái này không bao giờ mai một, không bao giờ lỗ thời và không bao giờ kêu rằng là truyền bá đến cái lúc nó phải ngưng lại, không có đâu. Đó, như trên đó vừa ngưng lại cái chuyện mà giảng chủ nhật Phật tử không đến thì chúng tôi làm trước một tuần ở đây rồi. Rồi bắt đầu nó đi theo ngọt sớt luôn, êm luôn, ngon lành luôn. Thấy không? Cái chuyện này cũng Phật gia hộ, Bồ Tát Thiên Thủ Viên Nhãn thấy mình trì thần chú Đại Bi, với hai nữa là ngài thấy mình giảng thần chú Đại Bi ngài phải gia trì chứ, đúng không? Cái chuyện này không phải là bản thân tự thân chúng tôi làm được, cần có phải gia hộ cho ông chú Nhật Minh, ông khỏe lên, ông bớt ngủ lại, rồi ông tỉnh táo sáng suốt, ông mới làm cái đường truyền cho chúng tôi xài được chứ,
không? Còn mấy anh em ở đây cũng quan hỷ thuận nhau để ngồi nghe. Cái ngoài đời nhiều lúc cha nói con không nghe, chủ nói tớ không nghe, nó nghe nhưng mà bằng mặt không bằng lòng, nó cũng đâu có thành được đâu. Thôi hôm nay thì cái việc mà tôi nói cái việc này thì một ngày nói một tiếng, hôm trước kia là nói nửa tiếng, là từ thứ hai đến thứ bảy, nhưng mà cuối cùng thì Phật tử hưởng ứng và thích nghe nhiều, bản thân chúng tôi thôi thấy nó cũng ổn, cho nên chúng tôi nói thêm mỗi ngày một tiếng đồng hồ ha. Thôi giờ hết giờ rồi, hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Từ lão thái vô uống nước pha cho hương được gia trì bằng chú đại bi mà căn bệnh nguy hiểm được bất hẳn, đấy cũng là do lòng thành của gia quyến cảm nên. Hà Đức Mục thích nói chuyện thơ ca, chẳng chú trọng niệm Phật, là do bị nghiệp lực mê hoặc nên chẳng biết phân biệt điều khinh lễ trọng. Ví như trẻ thơ cho nó đồng tiền thì ưa thích, cho bảo cho money bèn chẳng nhận. Đem tiền dù kẻ ăn mày, hắn chịu niệm Phật cũng là đã gieo thiện căn không chi lớn bằng. Năm Quang Tự 18, 1892, Quang sống tại chùa Viên Quảng ở ngoài cửa phủ thành của thành phố Bắc Kinh. Một hôm, cùng một vị tăng từ phía ngoài cửa thành Tây Trực đi về chùa Viên Quảng. Một đứa ăn mày 15-16 tuổi chẳng thấy có vẻ đói khát, đi theo xin tiền. Quang bảo nó niệm Phật một câu, ta sẽ cho con một đồng. Nó không niệm. Quang nói niệm Phật 10 câu, ta sẽ cho con 10 đồng, vẫn chẳng niệm. Quang lôi túi đựng tiền ra cho nó thấy, ước chừng hơn 400 đồng, bảo nó con niệm Phật một câu, ta sẽ cho con một đồng. Con tận lực niệm, ta sẽ cho đến khi hết túi tiền này mới thôi. Nó vẫn không niệm, khóc ầm lên. Do vậy bèn quăng nó một đồng tiền rồi bỏ đi. Đứa ăn mày ấy quá thiếu thiện căn, đem tiền dù cũng không chịu niệm. Nếu trẻ ăn mày phát thiện tâm mà niệm sẽ được lợi ích lớn lao. Dẫu là bị dụ tiền mà niệm Phật vẫn gieo được thiện căn lớn lao. Trước kia quan chẳng trì chú đại bi. Năm Dân Quốc 21 1932, quan bế quan tại chùa Bảo Quốc. Mẹ ông Ngô Hằng Tôn ở ngõ cầu Tây Hoa, bệnh tình nguy cấp. Ông Hằng Tôn đang ở Bắc Kinh, người nhà vội đánh điện gọi ông về. Vợ ông ta sai người đến chùa Bảo Quốc xin quan tụng cho một chén nước đại bi. Quan liền niệm ba biến, bảo cầm về uống vào, bà cụ liền tỉnh lại, không còn trong tình trạng nguy hiểm nữa. Sợ Hằng Tôn lo lắng, họ bèn đánh điện nói bệnh đã không còn nguy ngập nữa. Hằng Tôn bèn không về. Có một đứa bé 9 tuổi khi sinh ra chưa đầy 2 tháng, khắp mình xanh đầy mụn lở nhỏ, xuân đến càng thêm đau đớn, trải nhiều năm vẫn không hết, uống thuốc cũng vô hiệu. Do vậy bèn xin nước đại bi, uống vào liền lành. Vì thế thường có người đến xin, hàng ngày nói chung phải niệm mấy biến. Về sau người đến xin càng nhiều, liền dùng một đồ đựng lớn. Năm trước tị nạn đến Ninh Nham, thầy đương gia nói vẫn cần phải trì chú đại bi vào nước. Quan nói hiện thời không mua được bình, mà cũng không có tiền mua bình, hãy nên dùng gạo để thay. Trì chú đại bi vào cho hưng thì trước kia ở Bảo Quốc đã từng làm rồi, bởi lẽ đường xa chẳng thể gửi nước đi được, còn cho thì mọi lẽ đều không trở ngại gì. Nếu ở ngay địa phương này thì không dùng cho. Ông Tần Hiệu Lỗ ở Vô Tích bị ba thứ bệnh chữa không lành, vừa uống vừa bôi nước đại bi liền được lành, bèn quy y. To thuốc trị bệnh sốt rét chọn chẳng phải là điều bí mật gì, phàm ai biết chữ đều có thể dựa theo đó mà viết. Một cựu quân nhân tánh tình xấu xa ở Vô Tích, từng làm thân binh cho Viên Thế Khải nên tập quen thành tánh xấu, ăn nhậu cờ bạc chơi bời đủ cả, nghiện thuốc phiện rất nặng. Đến khi đối rách, mắt đã không thấy đường, tuổi đã 57 hay 58, người anh ông ta chết đi
Tần Hiệu Lộ đến Phúng Điếu, trông thấy tình huống khổ sở ấy, bèn cực lực khuyên răn. Ngày hôm ấy, ông ta bèn chưa sạch thuốc phiện, rượu thịt, hằng ngày thường niệm Phật, mắt liền sáng hơn, nghiễm nhiên thành một vị thiện nhân, đề xướng niệm Phật. Trước kia, người làng chẳng dám qua lại với ông ta. Sau này, bệnh sốt rét bùng phát, ông ta chỉ cho từng người một đều được lành bệnh. Từ đấy, người làng đều nghe theo. Trong tháng tư, Tần dẫn mười mấy người đến quy y, nghiễm nhiên là một vị cư sĩ tu hành đã lâu. Người này họ Hoa, tên Quán Thiện, đã 64 tuổi. Như người này có thể gọi là dũng mãnh, sự ác, hướng lành. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, lá thư số 430, thư trả lời nữ cư sĩ Trương Giác Minh, thư thứ 8. Nhận được thư hôm rằm, biết bệnh của Từ Lão Thái đã đỡ rất nhiều. Phạm người lâm chung, thần thức hôn loạn, nếu uống nước đại bi hoặc nước pha từ chỗ hương đại bi hay nước nấu từ gạo đại bi, thần thức đều có thể sáng suốt. Nếu lại có người chờ niệm thì chắc chắn sẽ niệm Phật qua đời. Một hai năm qua đã có ba người được như thế. Hôm 17 tôi đã gửi cho bà một bao cho hương, kể cả bao bì và tó thuốc nặng 4 lạng, chia làm 8 bức thư gửi đi, chắc đã nhận được rồi. Chuyện niệm Phật ước về mặt được lợi ích ngay trong đời này thì cần phải chí thành khẩn thiết thương niệm. Nếu chỉ để gieo thiện căn, dẫu đùa bỡn niệm một câu cũng nhất định sẽ trong đời sau nhờ vào thiện căn ấy phát khởi mà tu trì. Vì thế cổ nhân dựng nhiều tháp miếu to lớn là vì muốn cho hết thảy mọi người trông thấy điều gieo thiện căn. Một câu Phật hiệu này đã gieo vào trong tám thức điền sẽ vĩnh cửu chẳng diệt. Lúc Đức Phật tại thế, một cụ già muốn xuất gia đầu Phật, 500 vị thánh chúng quan sát thấy từ 8 vạn kiếp đến nay ông cụ chọn chẳng có một mấy mây thiện căn nào, bèn cự tuyệt chẳng thâu nhận. Ông cụ liền gào khóc ở phía ngoài kỳ viên. Phật cho gọi vào thuyết pháp cho ông cụ, cụ liền chứng đạo quả. 500 vị thánh chúng đều chẳng hiểu được nguyên nhân, hỏi Phật. Phật dạy: người này trong vô lượng kiếp trước do bị hổ đuổi phải trèo lên cây, niệm một câu Nam Mô Phật, gặp ta bèn đắc đạo. Đạo nhãn của hàng thanh văn các ông chẳng thể thấy được. Do vậy biết rằng chịu niệm Phật cố nhiên là tốt. Nếu người ta không chịu niệm, hãy bảo người ấy chịu nghe niệm Phật hiệu cũng gieo được thiện căn, nghe lâu ngày cũng có công đức lớn lao. Gần đây ở Vô Tích, người niệm Phật rất đông. Có một người biết nấu món chay, hễ mở Phật thất đều gọi người ấy đến nấu. Người ấy hằng ngày nghe tiếng niệm Phật. Về sau đứa con ông ta sắp chết liền nói: con sắp chết nhưng chẳng thể đến được chỗ tốt lành, cha hãy cho con Phật của cha, con sẽ đến được chỗ tốt lành. Người cha nói: cha chẳng niệm Phật làm sao có Phật được. Đứa con nói: Phật của cha nhiều lắm, chỉ cần cha nói một tiếng con sẽ chết an lành. Người cha nói: vậy thì tùy con, muốn bao nhiêu cứ lấy bấy nhiêu. Đứa con liền chết. Ông ta tự nhủ: mình chẳng hề niệm Phật làm sao lại có Phật. Người hiểu biết bảo: lúc ông nấu cỗ chay ở trong căn nhà gần chỗ niệm Phật, hàng ngày thường nghe mọi người niệm Phật, cho nên cũng có công đức lớn. Đấy là kẻ vô tâm nghe, chứ nếu lưu tâm nghe thì công đức càng lớn hơn. Niệm kinh thì không có câu văn được lặp lại, chẳng thể nghe từng câu rõ ràng minh bạch được. Dẫu lưu tâm lắng nghe cũng khó thể nghe cho rõ ràng, huống là kẻ vô tâm ư? Đủ biết công đức niệm Phật thù thắng. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, lá thư số 431, thư trả lời nữ cư sĩ Trương Giác Minh, thư thứ 9. Nổi đến bệnh là thì ấy chính là oán nghiệp đời trước. Oán là oán khuất, còn oán là thù. Bệnh do oán nghiệp thì đừng nói thầy thuốc trong cõi đời chẳng thể chữa trị được, dẫu thần tiên cũng không cách nào cứu vớt được.
Nếu ông có thể sanh lòng hổ thẹn lớn lao, sửa lỗi trước, từ nay hãy tu tập dùng tâm chí thành khẩn thiết để xưng niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì trước hết những oán nghiệp trong đời trước ấy sẽ do Phật hiệu mà mau chóng chánh xa. Kể đến họ được nương vào Phật lực thoát khổ siêu sanh, chắc chắn chẳng đến nỗi oan khiên vẫn ràng buộc ý như cũ. Nhưng nếu tâm chẳng chí thành và sanh lòng sửa lỗi cũ, từ nay tu tập đừng làm các điều ác, vâng dự các điều lành, thì tâm của chính mình sẽ gần gũi với tâm của quỷ, trái nghịch với tâm của Phật. Dẫu niệm Phật đôi chút vẫn có thể cảm ứng được. Ấy là vì tâm chính mình chẳng thành, chẳng chánh, chứ không phải là do Phật không linh, không hiểu nghiệm. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, lá thư số 563, thư trả lời cư sĩ Ít. Người đời bệnh khổ phần nhiều do sát nghiệp trong đời trước cảm vời. Bất luận là bệnh gì, nếu có thể khẩn thiết chí thành niệm Nam Mô A Di Đà Phật và thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ tiêu trừ tốt nghiệp, tăng trưởng thiện căn, bệnh sẽ tự lành. Dẫu đã hết tuổi thọ thì chết đi sẽ sanh trong đường lành, chẳng đến nỗi đọa lạc. Nếu biết pháp môn Tịnh Độ, có chân tín nguyện thì còn có thể vãng sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử. Nhưng người đời chẳng biết lý sâu, hãy nên dùng những chuyện thật để bảo bán trước. Còn ông Phương Văn Niên ở Cụ Thượng Phương, thực huyền Chấn Hải, tên là Tử Trọng, vào năm trước tròn 19 tuổi bị ung nhọt trong ruột, thầy lang trung y không trị được. Bác sĩ Tây y nói nếu không mổ sẽ chẳng trị được. Cha mẹ anh ta không chịu liền chấn trị. Bà mẹ là người thông văn lý, do đọc Ấn Quang Văn Sao liền ăn chay niệm Phật. Cả nhà lớn nhỏ kể cả đầy tớ đều thường ăn chay. Chỉ có Văn Niên là vẫn chưa hoàn toàn ăn chay, nhưng đã giảm bớt ăn mặn rất nhiều. Bà mẹ cùng một u già, bà này cực hiền, sống trong nhà họ Phương đã mấy chục năm. Con bà cũng khá giả, có đứa cháu mời về nhà sống. Bà bảo muốn cùng với bà chủ tu hành, chẳng chịu trở về. Bà chủ cũng chẳng coi bà này như u già, mà xem như bạn bè. Liều mạng niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát và niệm Kinh Kim Cang. Ba ngày sau, khối u trong ruột Tứ Chồng tự vỡ, máu mủ theo đại tiện thoát hết ra ngoài. Năm ngày sau hoàn toàn lành mạnh, chí thành niệm Phật tụng kinh tiêu trừ tốt nghiệp. Có chuyện như vậy đó. Người đời chỉ biết tạo nghiệp, chẳng biết cách tiêu nghiệp, đáng thương quá. Thêm nữa, ông Từ Uy Như quê ở Hải Diêm, do dụng công học rộng nên trong người bị hao tổn, bị bệnh thoát gian đã hai năm mấy. Thường sau khi đại tiện phải nằm một khắc, đợi cho nó tự rút lên thì mới dám cử động. Tháng Giêng năm Dân Quốc thứ 8 1919, sau khi đại tiện có chuyện cần thiết chẳng thể trì hoãn được, liền ngồi xe ra khỏi cửa. Do bị ma sát, đoạn ruột ấy vĩnh viễn không rút lên được nữa. Suốt 7 ngày đêm đau đớn như kim đâm, không một khắc nào tạm ngừng. Suốt 7 ngày đêm không chợp mắt được. Ông ta trước kia tuy niệm Phật nhưng vẫn chẳng dám nhẹ, bèn phát đại Bồ Đề Tâm nói: bệnh này khổ cùng cực, còn xin chịu nhiều hơn, để nguyện cho tất cả mọi người trong thế gian đừng mắc phải bệnh này. Rồi bèn chí thành niệm Phật. Không lâu sau ngủ thiếp đi, tỉnh dậy bệnh đã lành. Từ đấy bệnh hết tận gốc. Ông ta gửi thư báo tin, quan bảo bệnh ấy vốn do tốt nghiệp, do các hạ dùng tâm đại Bồ Đề để tiêu trừ tốt nghiệp đó nên bệnh liền dứt tận gốc. Chú thích: thoát gian tức là bệnh lòi dông, là chứng bệnh do các cơ vòng quanh hậu môn bị suy yếu, khiến phần cuối của ruột già, nhất là đoạn ruột gọi là trực tràng, bị thòng xuống hậu môn lòi ra ngoài. Nếu biểu huynh của ông biết nghĩa này thì chẳng những bệnh chỉ được lành mà bệnh sanh tử cũng được lành. Nếu không sẽ sống yên trong nhà hưởng phước, sống say chết mộng, chẳng bằng ông ngồi tù lại được đại lợi ích. Cảnh không tự tánh, tổn hại hay lợi ích do con người. Ông tin được lời tôi nói
thì lợi ích sẽ có thể tuyên nói được. Hòa phước trong thế gian dựa dẫm lẫn nhau chỉ do con người có khéo dụng tâm hay không mà thôi. Ông do bị tù mà được nghe Phật pháp đã chính là may mắn lớn lao trong khi bất hạnh. Hãy nên coi đấy là cơ hội được hướng dẫn tốt lành thì tâm càng được thanh tịnh. Ông vẫn chưa thấu hiểu những điều kinh Kim Cang đã dạy. Kinh dạy thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì kinh này, đây chính là sự lành trong hiện tại. Bị người khác khinh rẻ là vì tội nghiệp trong đời trước của người ấy, đáng lẽ phải đọa trong ác đạo. Bị người đời khinh rẻ, nghiệp chuyển theo thiện cũng thuộc trong đời hiện tại, nên những tội nghiệp trong đời trước liền bị tiêu diệt, sẽ đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là chuyện trong vị lai, nghĩa là do đây mà được, đừng tưởng là ngay trong hiện tại sẽ liền được như thế. Thiện nam tử thọ trì kinh này, đấy chính là điều lành trong đời này. Bị người khác khinh rẻ là do nghiệp trong đời trước, nhưng do bị người khác khinh rẻ mà tiêu diệt được những ác nghiệp trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, lại còn sẽ đắc Phật quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Ấy chính là dùng thiện nghiệp để chuyển ác nghiệp, khiến cho quả báo trong đời sau biến thành quả báo trong đời này, báo nặng chuyển thành báo nhẹ. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, lá thư số 573, thư trả lời cư sĩ Trương Đạo Sanh, lá thư số 1. Vợ ông chẳng chịu ăn chay niệm Phật, hãy thử hỏi bà ta, bà có muốn thường bị bọn người xứ đánh chửi, làm nhục hay không? Ác bà ta sẽ chẳng nói là thường muốn. Ở Vô Tích, bọn người xứ giết huyện trưởng, vây thành 3 ngày, lùng bắt những kẻ chống đối, khiến cho cả nhà đều phải bỏ trốn. Bọn trốn bắt được món đồ gì tốt đẹp, liền tịch thâu, chẳng ai dám hó hé. Trong nhà ông Viên Lợi Đình có rất nhiều người niệm Phật, lính sứ chẳng tới nhà ấy. Có nhà bị chúng lùng sục mấy lượt, những món đồ tốt đẹp đều bị cướp đi hết. Lúc Tô Châu thất thủ, bọn lính sứ giáng dâm phụ nữ, thảm chẳng nỡ nghe. Một nữ đệ tử vì mẹ chết, tính cụ tức quan tài còn đang quằn tại nhà, chẳng nỡ bỏ trốn, bèn đóng cửa niệm Phật. Lính sứ phá cửa thấy cô ta đang niệm Phật nên không làm nhục, chúng chỉ vào cái rưng bắt đổ ngược hết ra, nhưng chẳng lấy một món nào. Nếu cô ta không niệm Phật thì bà già 60-70 tuổi vẫn bị ô nhục, huống hồ thiếu phụ ấy mới 30 mấy tuổi ư? Nơi cửa thành bọn chúng kiểm soát rất ngặt, thoạt đầu do binh lính lục soát, về sau mới sai phụ nữ lục soát. Nữ nhân cũng bị sờ nắng khắp mình. Những người cầm chuối niệm Phật đa số không bị xét gắt gao như vậy, cũng có người chẳng bị xét cho đi luôn. Niệm Phật chính là diệu pháp cứu nạn cứu mạng trong đời loạn. Người xứ tin Phật đối với nam nữ cầm sâu chuỗi đều không ngược đãi quá đáng, sẽ khiến cho hết thảy mọi người đều niệm Phật. Phàm những ai đi ra ngoài đều cầm chuỗi niệm Phật, dẫu là kẻ chúng muốn bắt làm phu phục dịch cũng sẽ thả cho đi. Một đệ tử ở Vu Hồ tên là Ngô Thương Châu làm sĩ quan, năm Dân Quốc 24 1935, ông ta tham chiến tại Tuy Viện, bị lính sứ bắt được lột quần áo khám xét, thấy ông ta cổ đeo chuỗi niệm Phật liền tỏ vẻ kính trọng, không xét nữa, dẫn đến gặp Viên Tư Lệnh. Viên Tư Lệnh do thấy ông ta vốn làm giáo viên ở trường ít, nói ông cũng đến đây rồi. Ông Ngô nói, tôi đến đây để ngắm phong cảnh. Viên Tư Lệnh liền ra lệnh thả cho ông ta đi. Nếu chẳng đeo chuỗi niệm Phật ấy, chắc tánh mạng đã mất trong tay bọn lính rồi, có còn gặp được Viên Tư Lệnh hay chăng? Đấy chính là vô thượng diệu pháp để gặp dự hoa lành trong hiện tại. Vợ ông không chịu niệm, lỡ xảy ra những chuyện như khám xét vân vân thì sẽ xử sự như thế nào? Đấy là mối họa do con người gây ra. Nếu gặp phải oán gia đối đầu trong đời trước mà nếu không niệm Phật sẽ đành bỏ mặc cho nó, làm gì thì làm, có cách nào để chúng tránh được đâu. Dưới triều Tống, Trần Xí lỡ giết người,
Một hôm thấy kẻ ấy đi tới, biết là hắn đến đội màng, vội vã niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Oán quỷ liền đứng sững, không tiến lên được. Càng niệm rất gấp, oán quỷ liền bỏ đi. Trần Sĩ liền sốt sắng niệm Phật, lại sống được mấy chục năm, rồi mới vãng sanh Tây Phương. Vãng sanh rồi còn trở về nhập vào thân đứa cháu nội gái, nói chuyện ông ta đã vãng sanh. Người nhà nói, lúc cụ còn sống chưa kịp vẽ hình tượng, nếu cụ chịu hiện thân sẽ vẽ hình tượng để thờ. Liền hiện hình thân hình của người cõi Tây Phương. Năm Dân Quốc 19, 1930, một thanh niên 24 tuổi ở Tô Châu, tên là Quách Chấn Thanh, nhà ở đường Cảnh Đức, Tô Châu, mở tiệm bán giấy hợp pháp. Theo một người già trong gia đình đến chùa Bảo Quốc quy y. Quan bảo anh ta hiện thời đang nhầm tình thế hoạn nạn, hãy thường niệm Phật và niệm thánh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Chàng trai 24 tuổi béo phục phịch ấy liền chịu nghe theo. Tháng chạp năm sau sang Thượng Hải, chiến sự nổ ra, chẳng thể trở về đất Tô được. Đến Tết vẫn còn đánh nhau, chẳng biết tới bao giờ mới kết thúc. Đường xe lửa đã bị cắt đứt, liền ngồi tàu thủy nhỏ vòng qua ngã Gia Hân trở về Tô Châu. Tàu thủy tới lui đều bị cường đạo cướp bóc. Anh ta bèn thường niệm thánh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng chỉ niệm thầm chứ không niệm ra tiếng. Ban đêm cường đạo đến cướp, anh ta đang ở dưới cabin. Trong cabin có rất nhiều người nghèo. Bọn cướp lục soát trên bom xong xuôi liền xuống hầm tàu. Tiền bạc của những kẻ nghèo cùng đều bị tước sạch. Anh ta người béo phục phịch lại mặc một cái áo da, nhưng bọn cướp tròn chẳng thèm hỏi tới. Cả tàu đều bị cướp sạch, chỉ mình anh ta là không buồn hỏi tới. Ấy chính là do Phật Quán Gia Bị nên lũ cường đạo chẳng thấy anh ta. Một nữ nhân ở Hồ Nam sanh nở oán quỷ dựa vào thân, phát cuồng cười ngặt nghẹo, cắn đứt thịt trên tay mình mấy chỗ mà miệng vẫn cười. Cha mẹ chồng thấy vậy không biết làm cách nào, bèn lớn tiếng niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Cô ta liền như si ngốc, không cười nữa, sanh đứa con ra. Ấy là do chí thành niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, oán quỷ bỏ đi. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, lá thư số 594, thư trả lời cư sĩ Tịnh Thiện, lá thư số 4. Hỏi: thế tục coi chuyện niệm Phật là để tiễn người chết, còn niệm Quan Âm nhằm giữ lại mạng sống. Vì thế kẻ tu tịnh độ chưa tinh rồng và người chưa già khi lâm chung, phần nhiều do luyến tiếc cõi đời liền niệm Quan Âm. Người chờ niệm phần nhiều ngã theo ý này, hoặc thuận theo ý muốn của gia quyến, cũng niệm Quan Âm để chờ niệm chứ không niệm Phật. Nếu lành bệnh thì cố nhiên không ấy nấy gì, chứ nếu không đã gây trở ngại cho sự linh cảm do xưng danh, mà còn làm lỡ làng cơ duyên sanh tay. Con chẳng biết nếu gặp phải hạng cặn tánh ấy phải nên dùng biện pháp ra sao thì mới viên thông. Có phải là trước hết niệm Quan Âm để giữ tánh mạng cho họ, rồi đến khi họ đã chết bèn chuyển sang niệm Phật để tiện đi hay chăng? Hoặc là từ đầu đến cuối chuyên niệm Quan Âm cũng có thể khiến cho người chưa hết tuổi thọ sẽ được lành, tuổi thọ đã hết sẽ sanh về Tây Phương ư? Đáp: con người bị bệnh nặng liền hãy nên có ý tưởng vãng sanh, nhất tâm niệm Phật. Nếu tuổi thọ chưa hết sẽ do niệm Phật mà được chống lành. A Di Đà Phật chính là vô lượng thọ, nghĩa là tiêu tai kéo dài tuổi thọ. Còn như vì người khác chờ niệm, hả nên vì họ niệm Quan Âm lại còn cầu thọ cho người ấy? Cứ niệm Phật chưa hết tuổi thọ cũng có thể kéo dài mạng sống, niệm Quan Âm thì không có tâm cầu được vãng sanh. Nếu tuổi thọ đã hết sẽ làm hỏng chuyện. Không phải là niệm Phật sẽ nhất định chết, niệm Quan Âm nhất định chẳng thể vãng sanh. Chỉ vì kẻ si không có tâm niệm cầu được vãng sanh nên cũng chỉ tạo thành một thứ nghiệp cảm gây hỏng chuyện mà thôi. Vô lượng quang là tiêu tai, vô lượng thọ là duyên thọ, tức kéo dài tuổi thọ. Niệm A Di Đà Phật công sức đến cùng cực còn được thành Phật, há lẽ nào
niệm Phật chẳng thể kéo dài tuổi thọ, khiến cho chóng chết ư? Trong lời đáp, bên cạnh hai chữ si nhân, si gạch dưới ba vạch để nhắc nhở những người sẽ chết sau này, chớ đừng tự lầm. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, quyển 4, đáp lời hỏi của ông Trác Chí Lập. Hạ tuần tháng 2, nghe ngài từ ốm châu trở về, thân mắc bệnh ngặt, chân tay cứ động khó khăn. Đương nhiên quán biết ngài bị tâm xấu nặng, muốn thị hiện ngõ hộ các đệ tử và hết thảy tư chúng phải sớm nỗ lực tu hành, đừng đợi đến lúc còn ma bệnh vào thân sẽ chẳng dễ gì thoát khỏi. Dẫu trực tiếp dùng miệng nói còn e chẳng thân thiết, bèn hiện thân để nói. Có thể nói là đại từ bị sâu xa, không chi hơn được nữa. Quan tự thẹn cạo pháp lương tài điều khuyết, muốn bắt chước bày tỏ tấm lòng ngu thành nhưng không có sức, nên chỉ hỏi qua những người như Căn Kỳ, Căn Nhiên, Căn Vân, vân vân. Sau nghe Phật Hỷ nói ngài bệnh đã lành nhưng chân không thể đi nhiều được. Tôi cứ nghĩ rằng đi thì vẫn đi được, nhưng khó đi ra ngoài mà thôi. Hôm qua gặp mặt chủ trì Vạn Niên Tự là thầy Liễu Ngộ, hỏi thăm thầy cho biết ăn cơm nói năng không khác gì người bình thường, chỉ có tay chân tròn chẳng thể cử động được, muốn ăn uống tiêu tiểu nhất phải nhờ người khác châu toàn cho. Quan trọng nghĩ tình hình bệnh tật như thế làm sao hoằng pháp cho được, rất có thể khiến cho kẻ hiểu biết nông cạn nói Phật pháp không linh. Bởi lẽ một vị đại pháp sư giảng kinh nội danh mấy mươi năm trong thiên hạ, thân mắc bệnh ngặt cầu thầy uống thuốc cũng chẳng thấy lành. Những gì ông ta hay nói ý giáo tu trì chuyển được định nghiệp và thuốc A Di Đà chứa được vạn bệnh đều là dối người. Nếu không dối người, vị pháp sư ấy hãy nên ý giáo chuyển định nghiệp. Ông ta tôn sùng tịnh độ, sao không lấy danh hiệu Di Đà làm thuốc A Di Đà để uống đi? Lại lúc giảng giải phẩm phổ môn Quán Âm Viên Thông, không biết bao nhiêu là đạo lý, nào là xưng danh cầu cứu Bồ Tát liền đến. Nếu đã như vậy, sao không buông xuống thân tâm, dốc hết tánh mạng chí tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu thân tâm đều được an ổn và được đại giải thoát, đạt được chẩn viên thông? Quan nghĩ người đời đa phần nghĩ như thế. Nếu như ngài ngưỡng cầu đại sĩ rủ lòng từ khiến cho quý thể được khôi phục phước huệ cao rằng, thì những kẻ chí kiến nông cạn kia sẽ đoạn sạch hồ nghi, tăng trưởng chánh tính, đưa nhau ra khỏi đường tà vào trong Phật đạo. Ngõ hầu lời khắp mình người không gì chẳng chọn vậy. Ấy quả thật là dùng lòng đại từ bi hiền thân thuyết pháp, lợi ích lớn lao thay. Theo cuốn Quán Âm Trì Niệm Ký của Châu Khắc Phục có chép câu chuyện bệnh tật gần giống như bệnh của ngài. Nhân phẩm kẻ ấy kém xa ngài một trời một vực. Kẻ ấy còn được Bồ Tát gia bị khiến cho tốt nghiệp nhanh chóng tiêu trừ, cố tật lành ngay. Huống chi ngài là người bậc nhất trong pháp môn hiện tại, pháp đạo hưng suy tùy thuộc vào sự tồn vong của một thân ngài. Nếu có thể đem những gì ngài thường ngày giảng cho người khác về phẩm phô môn và toàn bộ tinh thần viên thông của Quán Âm để xứng niệm hồng danh thường chẳng lìa tâm ấy, sẽ được tiểu tốt nghiệp lại được an ổn, khiến những kẻ trước kia đã sanh lòng dìm bắn chi cười Phật pháp chẳng linh đều nương theo quy y tín phụng, chí sợ bị tục hầu. Năm Tân Tỵ 1641, niên hiệu Sùng Chinh nhà Minh, tại Đồ Huyền Quang Vu có một người bài liệt từ Sơn Đông đến, dùng tay thay chân ăn xin ở chợ, thân bị người ta chán ghét. Kẻ liệt tuy bệnh nhưng tính tình nóng nảy, bị chửi mắng liền bất bình. Nghe nói ở Am Đường Kiều có một vị tăng tu hành tên Thủy Cốc, bèn đến kể lễ nỗi niềm khất thực gian nan. Thầy Thủy Cốc nói: nếu ông có thể phát tâm xuất gia nương theo đại lực từ bi thì có thể có người thí cho. Người liệt thuận theo, bèn xuống tóc thọ trai giới, dẫu ăn xin nhưng không ăn mặn, dẫu bị nhục mà vẫn yên lặng chịu đựng. Thầy Thủy Cốc lại dạy niệm danh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát và
trì chú chuẩn đề, thọ trì hơn 2 năm, vào mùa xuống năm Mộ Tý 1648, chợt mộng thấy một bà lão kêu: "Ngươi đứng lên, đứng lên." Người liệt nói: "Tôi là người liệt, sao đứng lên được?" Bà lão dùng tay chỉ vào hai chân, cảm thấy chân thẳng ra, không co gấp nữa. Sáng ra liền khỏi bệnh liệt, nghiễm nhiên thành một ông tăng hiên ngang, lẫm liệt, lấy hiệu là Bán Nhai, liền có người cúng dường. Chuyện này trích từ sách Ký Cầu của ông Đường Nghi Chi. Quán Âm đại sĩ chuyên lấy việc tầm thanh cứu khổ làm sự nghiệp. Từ xưa đến nay, người được cảm ứng lìa khổ não nào chỉ phải trăm ngàn vạn ức. Những gì được chép trong truyện tích chỉ là đại lược, thấy một hai kẻ trong ức vạn người mà thôi. Lẽ dĩ nhiên quan chẳng biết được ý ngài, cứ ước theo thiện kiến của mình mà luận thì. Để thật sự được an lạc, chọn không khổ não, cũng nên cầu Bồ Tát cứu khổ, nêu gương cho đại chúng vậy. Trích dẫn văn sao Chánh Biên, quyển 1, lá thư số 57, thư hội thăm bệnh Pháp Sư Đế Nhàn.